Còn cái mốc đầu tiên các bạn phải đạt được là gì ạ? So the first goal is 1000 new words. Các bạn ghi đi. 1000 new words. Ok. Bạn phải đạt được là 1000 từ vựng nhé. 1000 từ vựng. 1000 new words. Bạn ghi đi ạ. 1000 new words. 1000 từ vựng nhé các bạn nhé. 1000. Ok. 1000 new words. Cái mức đầu tiên đấy, để các bạn có thể là nói tiếng Anh trôi chảy được, các bạn cần 1000 từ vựng. Nói tiếng Anh cơ bản trôi chảy, các bạn comment đây nào. 1000 new words, 1000 từ vựng mới các bạn nhé. New là mới này. New means mới. Những từ, words mean những từ các bạn. Ok. Các bạn cần 1000 từ vựng mới các bạn nhé. 1000 new words. Các bạn comment nào. Please comment 1000 new words. Các bạn comment đi ạ. Ok. 1000 new words, đúng rồi, 1000 từ vựng mới nhé các bạn nhé. 1000 new words. Còn co-host nhé, các bạn cả lớp mình đồng ý nhỉ? Nếu cả lớp đồng ý là các quy tắc học tập của lớp này, đấy là mình không spam nhé và không comment những nội dung không liên quan đến lớp học. Cả lớp nếu mà đồng ý hãy comment I agree nào. Ok, tôi đồng ý nào. Tôi đồng ý, các bạn ghi bài nhá. Hey everyone, I agree. Hãy nhắc lại theo thầy nào. I agree. Nhưng tôi đồng ý nha. I agree. Thầy xin mời một số bạn nhắc lại theo thầy nha. Ok. Thầy xin mời một số bạn nhắc lại theo thầy nào. Ok. Mời các bạn được mời bật mic lên và nhắc lại theo thầy nha. Để mình thầy sửa phát âm nha. I agree. I agree. Ok, one more time. Agree. Các lớp ơi. I agree. I agree. Ok, good. Thank you very much. Các bạn khi mà nhắc lại cả lớp nhắc lại đồng thanh nhá, các bạn được bật mic các bạn nhắc lại đồng thanh nhá. I agree, đúng rồi. Các bạn không spam nhá, không spam. Nhưng ai mà spam những nội dung liên không liên quan đấy nhá thì cô host nhá, không cần phải nhắc nhở, ngay lập tức block luôn. Ok. Rồi, cả lớp mình đã thống nhất nhá, để mình có một lớp học hiệu quả nhất. Đấy. Mình cần một lớp học hiệu quả. Ok, gần. Mình học cái từ tiếp theo các bạn nhá, awesome. Tên của lớp học hôm nay các bạn nhá, awesome. Awesome là tuyệt vời các bạn. Awesome. Các bạn ghi đi. Chăm chỉ nào. Để mình đạt được mức 1000 từ nào. Awesome là tuyệt vời. English là tiếng Anh. Các bạn này. Repeat. Awesome. Everyone. Awesome. Ok. Awesome là tuyệt vời các bạn nhé. Awesome là tuyệt vời. English. English. Nghĩa là tiếng Anh. Awesome English. Okay, so today we will learn about 150 new words. Hôm nay thì mình khả năng là mình sẽ học được khoảng 150 từ vựng mới các bạn nhé. About 150 new words, okay? Okay, good. Thầy xin mời một số bạn đọc theo thầy nào. Okay, các bạn được bật mic, các bạn bật mic lên và đọc nha. Okay. Hey, repeat out to me, các bạn. Đọc theo thầy. Okay, repeat. Awesome. Awesome. S, hai răng cắn lại thổi ra các bạn nha. Awesome. Awesome. English. English. Okay, good. All right, one more time. Awesome English. Awesome. Awesome English. Hello, English. English. Okay, good. Awesome. Okay, thank you. Thank you, thì phải nói là you're welcome. You're welcome, okay, good. Okay, thank you. Good. Các bạn nhớ này, quy tắc số 1 nhé, các bạn ghi đi. Rule number 1. Các bạn đồng ý là phải có các quy tắc phát âm, mình phải học các quy tắc phát âm nhé. Thì để mình phát âm chuẩn hơn nhé. Quy tắc số 1 nào. Là âm S này. Âm S thì hai răng cắn lại. Hai răng cắn lại này. Và thổi hơi ra. Ok các bạn ơi. Awesome. Ok, chả hạn Messi ở đây nhé các bạn nhé. Ok, awesome. Này các bạn. Ok, repeat cả lớp nhắc lại là theo thầy nha. Awesome. Ok, awesome. Để tắt cái Zalo đi cho đỡ phiền. Ok, good. Good. Các bạn ai hiểu quy tắc này nhỉ? Các bạn thử lấy một số ví dụ với âm S xem nào. Can you take some example with the S, okay? With the words with the S. Các bạn thử comment một số ví dụ nào. Với những cái từ S.
Ok, các cô host cho bạn Nguyễn Việt Anh ra khỏi phòng nhé, các bạn ơi. Bạn Nguyễn Việt Anh nhá, thì mình đã đồng ý nhá, bạn Nguyễn Việt Anh. Thì bạn nào mà comment spam ấy thì mình cho ra khỏi phòng luôn nhé, cô host. Ok, cảm ơn. Ok, send đúng rồi. Send đúng rồi. Send gửi cái gì đấy này. Yes. Không phải là shop. Silent đúng rồi. Ghost. Send. See đúng rồi, nhìn này. Sell là âm này. Rồi cái gì nữa các bạn, lấy ví dụ đi. Ok. SH, SH, she là SH rồi. Ok. Sing là hát đúng rồi. Sing. Ok, what else? Tiếp theo nào, nhanh lên, nhiều nữa nào. Song, đúng rồi, bài hát. What else? Ok, six, sing đúng rồi, cat đúng rồi. Thank you, thank you. Cảm ơn các bạn nha. Rồi, send là gửi này. See là nhìn này. Nhìn. Các bạn nhớ là khi mà mình học một từ ấy, so when you learn a new word, so connect it with the images. Các bạn phải tưởng tượng hình ảnh trong đầu nhá. Imagine, okay? Imagine the images in your head, okay? Imagine. Còn cô host làm việc rất là, thật là tập trung nhá. Mình thấy ai mà comment nội dung spam là mình cả lớp mình đã đồng ý là mình sẽ tạm thời là không học hôm nay nữa, mình sẽ bị block ra khỏi phòng nhá. Để mình đảm bảo chất lượng lớp học một cách tốt nhất các bạn nhé. Okay. Imagine là tưởng tượng này. Ok, các bạn comment là imagine thế nào. Imagine. Everyone, please comment. Repeat after me. Imagine. Các bạn nhé. Nhớ là có dấu phẩy trên đấy thì mình đọc lên giọng các bạn nhé. Imagine. Ok, imagine là tưởng tượng. Ok, các bạn comment này. Imagine, đúng rồi. Mình sẽ phải là tưởng tượng hình ảnh trong đầu các bạn nhé. Ok. Ok, tưởng tượng hình ảnh trong đầu. Các bạn không mở mic được nhé. Khi nào thầy cho mở mic thì các bạn mới mở mic được. Bạn nào thầy cho, thầy ấn cho mở mic thì các bạn mới mở mic được nhé. Sound là âm thanh các bạn nhé. Âm thanh. Các bạn tưởng tượng hình ảnh trong đầu. Sound. Everyone. Sound. Ok, next one. Sing là hát này. Hello everyone. Sing. Hai răng cắn lại nào. Thổi ra. Sing. Ok, good. Next one. Song là bài hát. Các bạn hãy tưởng tượng hình ảnh bài hát thế nào. Song. Send là bãi cát. Cát các bạn nha. Send. Ok. Thầy xin mời một số bạn đọc theo thầy nha. Để mình sửa phát âm nào. Repeat after me. Okay, các bạn đọc theo thầy nha. Để mình sửa phát âm. Ok. Repeat after me. Ok. Thank. Repeat. Imagine. Imagine. Ok. Cả lớp 7 đọc theo thầy nào. Đọc liền lại, không đọc imagine nhé. Imagine. 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 Ok, good. Next one. Send. Send. Ok, one more time. Send. Send. Ok, good. Next one. See. See. Ok, good. Next one. Next one. Sound. Sound. Ok, S gì nào? Thôi ra, sound. 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 Ok, next one. Sing. Sing. Ok, good, next one. Song. Song. Ok, next one. Send. Send. Okay. Hai răng cắn lại, thôi ra, send. Send. Ok, awesome. Okay, tuyệt vời, thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you thì các bạn phải trả lời lại ngay là you're welcome nha, không có gì. You're welcome, okay. Nha, không có gì nhá, không có gì này. Okay, cả lớp ơi. You're welcome, cả lớp comment đi. You're welcome. Không có gì. You're welcome, okay. Rất tuyệt vời. Ai nãy giờ vẫn đang hiểu bài nhỉ? Hãy comment là got it đi nào. Các bạn comment là got it, đã hiểu các bạn ơi. Đã hiểu. Các bạn vẫn đang hiểu bài, các bạn comment là got it nào. Please comment got it, okay? If you still understand, okay? Please comment got it. Bạn comment got it nào. Okay. Đã hiểu. Got it. Awesome. Okay. Mục tiêu hôm nay là thầy sẽ dạy cho các bạn những cái từ vựng ở trong nhà để mình có thể áp dụng được ngay hôm nay và ngày mai các bạn nhé. So you can apply today or tomorrow. Now, drink water. Các bạn uống nước đi nào. Các bạn học từ tiếp theo nha. Mỗi khi các bạn làm cái gì phải nói hết tiếng Anh.
Drink water. Là uống nước các bạn nhá. Drink là uống này. Uống nước. Everyone, drink water. Water. Bạn ghi quy tắc số 2 này, rule number 2. Để phát âm chuẩn các bạn phải học các quy tắc này nhá. Rule number 2. Ai muốn phát âm chuẩn nhỉ? Hãy comment I want đi nào. Hãy comment I want, tôi muốn đi. Các bạn ơi comment đi. I want. Là tôi muốn các bạn nhá. I want means tôi muốn. Ai muốn phát âm chuẩn tiếng Anh nào? Comment đi. I want, tôi muốn. Ok các bạn comment đi. I want. I want. Number 2. Âm W các bạn này, âm W nhá. Thì môi nhọn ra và và đóng mở liên tục. Ok. Water. Đóng mở liên tục này. Khi mình tập thì đóng mở liên tục nhé. Còn khi nói phát âm thì mình đóng lại. Water. Và đẩy hơi ra. Ok, đoạn này. Drink water. Next one. I want. Các bạn ơi. I W nào. Want. I want. Ok, các bạn nhớ nhá. Thì là 95% âm W các bạn ạ. Là mình phải môi làm như vậy. Cái môi nhọn ra, đóng mở liên tục. Ok. Các bạn uống nước cái nào. Drink water, everyone. Please drink water các bạn. Các bạn hãy uống nước đi. Please drink water. Ok. Cheers. Các bạn uống nước đi nào. Drink water. Ok. Perfect. Tuyệt vời. Ok. Drink water đúng rồi. Thầy xin mời một số bạn đọc nhé. Ok. Các bạn đọc theo thầy nhá. Repeat after me. Các bạn được mời thì đọc đi. Repeat. I want. I want. Nói lên nào. Want. Want. Đúng rồi. Đẩy hơi một chút nào. Cả lớp ơi. I want. I want. Ok. Good. Next one. Ok. Stop. Như này là cả lớp dừng lại. I want. Hey. Stop. 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 Drink water. Drink water. Đẩy hơi ra. Water. 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 One more time, drink water. Drink water. Water. Okay. Drink water. Thank you. Drink water. You're welcome. You're welcome. Okay, good. À, các bạn ơi, các bạn vui lòng mà tắt cam nó nhé. Ấn vào stop camera ấy. Stop camera đi để mình có thể đường truyền tốt nhất các bạn nhé. Các bạn co-host hỗ trợ thầy là tắt camera nhé. Okay. Các bạn vui lòng tắt camera đi. Các bạn co-host nhé, bạn cho các bạn đấy, cho các bạn tầm khoảng 30 giây để mình tắt camera các bạn nhé. Please stop camera, ok. Rồi ok, các bạn tắt camera để đường truyền tốt nhất nhé các bạn nhé. Các bạn hãy ấn vào cái chỗ stop video ấy. Ok, stop video thì các bạn stop video nào, tự stop đi. Thì chút nữa mình sẽ bật lại nhé. Còn để co-host mà tắt thì là mình không bật lại được đâu các bạn nhé. Các bạn vào chỗ 3 chấm ấy, rồi ấn vào stop, chỗ stop video ấy là được các bạn nhé. Đấy, các bạn stop video đi để mình có một đường truyền tốt nhất, ok. Rất tuyệt vời, hơn 170 rồi. 170 bạn đang học, tuyệt vời. Ok. Ok, awesome. Và đây là một số cái quy tắc lớp học các bạn nhé. Đầu tiên là gì ạ? Never give up là không bao giờ từ bỏ các bạn nhé. Never give up. Thầy đánh lại cho các bạn luôn. Quy tắc của lớp học các bạn này. Các bạn đã tham gia với thầy ấy. Quy tắc. Rule means quy tắc. Ok các bạn này. Rule. Âm L mình uốn lên đây nào. Rule. Rule. Ok. Cái quy tắc đầu tiên các bạn là gì ạ? Never là không bao giờ các bạn nhé. Không bao giờ. Never give up. Không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ. Give up là từ bỏ các bạn nhé. Còn ai đồng ý là mình sẽ không bao giờ từ bỏ nào? Tại vì trước đây mình đã từ bỏ rất là nhiều lần. Các bạn có thể là học tiếng Anh một vài ngày rồi các bạn lại bỏ. Đấy, bỏ một vài ngày, bỏ một vài tuần, một vài tháng mình mới học lại. Mình không được từ bỏ nữa các bạn nhé. Bởi các bạn hãy comment đi nào. Never give up. Hãy comment đi. Để mình sẽ học liên tục để mình giỏi tiếng Anh nào. Ai thực sự nhá, thực sự muốn giỏi tiếng Anh ấy, thì từ bây giờ học với thầy.
Hãy học thật là chăm chỉ, đừng mơ từ bỏ nữa. Bạn comment đi. Please comment. Never give up. Không bao giờ từ bỏ nữa. Học chăm chỉ hàng ngày, mỗi ngày tiến bộ một chút. So you learn it every day. And you improve little by little by little by little. Mình mỗi ngày tiến bộ một little, như là một chút các bạn, thì chắc chắn mình sẽ giỏi tiếng Anh. Ok. Rồi các bạn cứ tập trung vào là sẽ đến lượt đọc nhé. Và khi mà được thầy sửa ấy, thì các bạn cũng tự nhận ra là các bạn là tiến bộ rất là nhanh. Các bạn có thể thấy thầy sửa một chút thôi nhưng các bạn đã tiến bộ rồi. Các bạn ai đồng ý nhỉ? Hay comment I agree nào. Tôi đồng ý nào. Tôi đồng ý. I agree. Nếu các bạn thấy là thầy chỉ cần thầy sửa một chút thôi là các bạn đã tiến bộ. Các bạn hãy comment I agree. Hay comment đi nào. Ok, good. Đúng rồi. Chỉ mất mấy giây thôi. Thầy đã ở mức độ chuyên gia các bạn ạ. Ok. Thầy nhắc lại cho các bạn không mở mic được nhé. Thì chỉ có thầy mời các bạn mở mic thì các bạn mới mở mic được. Ok. Next one. Mình tập trung các bạn nhé. Focus là tập trung. Các bạn vừa học tiếng Anh vừa ghi lại nhé. Focus là tập trung. Focus mean tập trung các bạn nhé. Effort này các bạn này. Effort này. Răng trên, cắn môi dưới, thổi ra. Focus. Cả lớp này. Focus. Răng trên, cắn môi dưới, thổi ra. Focus là phải tập trung. Cả lớp comment đây nào. Focus. Tập trung các bạn nhé. Và tiếp theo một quy tắc cuối cùng là gì ạ? Be positive. Là mình phải suy nghĩ tích cực các bạn nhé. Phải trở nên tích cực. Hello, be positive. Be positive. Nghe trở nên tích cực các bạn nhé. Ok, thầy xin mời tiếp một số bạn nào. Ok, để repeat after me. Ok, các bạn nhắc lại đi. Okay, repeat after me. Never give up. Okay, các bạn nhắc lại cho thầy nha. Never give up. Never give up. Chữ N này, N hơi mũi ra nào. Never give up. Never give up. Ok, good, good, thank you. Stop, như này là cả lớp phải dừng lại nha. Vậy tiếp theo cả lớp này. F này, răng trên, cắn môi dưới, thổi ra nào. Focus. Focus. Focus, đúng rồi. Focus. Focus. Ok, good, next one. Focus. Next one, tiếp theo nào. Be positive. Be positive. Positive, be positive. Be positive. Ok. Be positive. Good, đúng rồi, wow. Ok, awesome, tuyệt vời. Thank you. Awesome. Thank you. Thank you, thì mình trả lời là gì ạ? You're welcome. Đúng rồi, you're welcome. Yes. You're welcome. Ok, good, thanks. Ok. Good, next one. Rồi, bây giờ nhá, ai thực sự cam kết nhá, ai thực sự cam kết là mình để mình giỏi tiếng Anh nào. Các bạn hãy comment đi, I commit. Các bạn comment đi, I commit. Tôi cam kết nào. Ghi lại từ này, I commit. Ai thực sự cam kết để mình giỏi tiếng Anh. Và mình bắt đầu học hôm nay. Hãy học thực sự là tập trung nào. Các bạn hãy comment đi, I commit. Tôi cam kết. Các bạn ơi, I commit. I commit. Tôi cam kết nha. Tôi cam kết. Ok. I commit. Ok. Tôi cam kết. Tuyệt vời. Rồi. Rất nhiều bạn cam kết để mình học giỏi tiếng Anh nha. Ok. Good. Awesome. So the first thing you have to do. Cái điều đầu tiên ấy. Cái điều đầu tiên. Đấy là. Các bạn nhé. Các bạn. Bây giờ các bạn hãy. Hãy lấy ra một cái tờ giấy nhé. Lấy ra một tờ giấy. Ok. Now take a picture. Ok. Now take a picture. I'll take a paper. Ok. Sorry. Take a paper. Các bạn lấy ra một tờ giấy đi. Now take a paper. Và các bạn viết ra những cái lý do tại sao mình chưa giỏi tiếng Anh. Take a paper. Ok. Các bạn hãy lấy một tờ giấy đi nào. Take a paper. Ok. Write down the reason that you're not good at English. Các bạn viết ra lý do tại sao mình chưa giỏi tiếng Anh nào. Ok. Write down the reasons why you are not good at English. Các bạn lấy một cái bút nào, các bạn viết đi. Các bạn có một phút để viết nhá. You have one minute to write down. Các bạn rõ chưa nhỉ? Nếu bạn rõ rồi, các bạn hãy comment là I clear xem nào. Comment I clear đi. I'm clear. Tôi rõ rồi. I am clear.
Tôi là rõ nhé, tôi là rõ. Tôi rõ rồi. Tôi này. Là rõ. Ok, everyone. I am clear. I am clear. Tôi rõ rồi. Ok. Các bạn viết xuống những lý do. Please write down the reasons that you are not good at English. Đấy, các bạn phải viết lý do. Là các bạn vì sao các bạn chưa giỏi tiếng Anh? Nhanh lên. Các bạn còn 45 giây. Viết xuống những lý do nhá, tại sao mình chưa giỏi tiếng Anh để thầy giúp các bạn xử lý nhá. Ok, are you done? Các bạn comment đi, các bạn comment lý do tại sao đi. Rồi, không kiên trì này, không có năng khiếu này. Ok, các bạn comment đi, thầy sẽ giải quyết hết cho các bạn. Ok, không thuộc từ vựng này, hay quên này, không có môi trường. Ok. Các bạn nhớ nhá, tại sao các bạn lại không học tiếng Anh? Mình lười, đúng không? Tại sao? Không dùng thường xuyên, không giao tiếp thường xuyên, hay quên từ vựng. Ok, không biết bắt đầu từ đâu. Ok. Không tin là mình có thể nói tiếng Anh. Không tập trung, phát âm sai, ít học, không có động lực. Rồi, ok. Nhận. Có một từ duy nhất thôi các bạn ơi. Ok. Có một từ duy nhất trên thế giới để các bạn khác biệt giữa những người thành công và không thành công là gì ạ? The must. Các bạn nhé, các bạn nhớ là gì ạ? Năm 1975 khoảng 300.000 người Việt Nam sang Mỹ. Thì tất cả 300.000 người đấy đều nói tiếng Anh. Không kể già, trẻ, gái, trai, lớn, bé, tất cả đều nói tiếng Anh. Tất cả các bạn nhé. Các bạn biết lý do vì sao? It's because that's a must. Đấy là người ta phải học tiếng Anh các bạn ạ. Người ta must. Người ta phải học tiếng Anh. Đấy. So they must learn English or they die. Okay. Thì người ta phải lựa chọn giữa gì ạ? Học tiếng Anh hay là die, là chết các bạn ạ. Hay chết trên đất khách quê người. Ok. Còn các bạn ấy vẫn luôn luôn gì? Tôi nên học thôi. Các bạn vẫn luôn luôn là should, ok? Là nên. Các bạn nhé, các bạn vẫn luôn luôn gì ạ? Should, ok? And you should all over again. Và ngày nào các bạn nói tôi nên học thì không bao giờ học được đâu. Các bạn phải nói là gì? I must learn English, ok? Good. Các bạn comment đi. I must learn English. Ở đây, khi các bạn mà xác định là gì ạ? Tôi phải học tiếng Anh. I must learn English. Tức là mình phải lựa chọn một trong hai ấy. Ok. I must learn English or die. Thầy Tùng có dạy một kèm một à? Thầy có dạy nhé. Thầy có dạy một kèm một. Nhưng học phí cao lắm. Học phí một kèm một với thầy là 198 triệu các bạn. Nên là thầy dạy lớp đông thì các bạn cho các bạn giảm chi phí. Chứ các bạn học một một thì học phí nhất đắt. Tôi phải học tiếng Anh các bạn nhé. Tôi phải. Các bạn comment đi. I must learn. Tôi phải học tiếng Anh. Hay là hoặc... Đấy, hãy xác định là mình như những người mà sang Mỹ năm 1975 chẳng hạn. Phải học tiếng Anh hay là chết. Và các bạn phải học tiếng Anh. Các bạn bắt buộc mình phải làm cái gì đó thì mình sẽ làm được. Còn mình nên thì mình sẽ không bao giờ làm. Ok, các bạn đồng ý không nào? Các bạn đồng ý không? Ok, các bạn đồng ý thì comment là ok, I must learn English or die. Các bạn chờ chút để thầy đóng cửa sổ nhé, để cho đỡ ồn. Wait a second, I must, các bạn comment đi. I must learn English or die. Okay, I drink water. Đúng rồi. Tôi phải học tiếng Anh hay là chết, đúng không? I must learn English or die. Okay. Giống như là ngày xưa khi mà thầy học tiếng Anh ấy. So it's like when I started learning English. Thì thầy một từ lấy luôn nói bản thân là gì ạ? I must learn English 6 hours or I don't go to bed to sleep. Thì thầy nhá, cái must của thầy ấy, là thầy phải học tiếng Anh 6 giờ. Không kể là ngày đấy là nắng, mưa, gió, mệt hay không mệt, hay là hứng hay không hứng. Phải 6 giờ hay là không đi ngủ, đơn giản như vậy. 6 hours or no sleep. Ok, you understand?
Các bạn thực sự cam kết hay comment I commit đi nào. Please comment I commit. Các bạn thực sự cam kết đấy. Từ hôm nay các bạn thực sự các bạn muốn giỏi tiếng Anh thì các bạn phải cam kết với bản thân. Chỉ các bạn mới giúp được các bạn thôi. Thầy không giúp được các bạn đâu. Các bạn là người lựa chọn là các bạn muốn giỏi tiếng Anh hay không. Đấy. Thế các bạn cam kết đi nào. Tôi cam kết. Thế các bạn thực sự ấy. I commit. Ok. I commit. Đúng rồi. Really good. Phải must các bạn nhé, must. Hay là thầy học thầy Tony Robbins. Thì thầy Tony Robbins muốn nắm muốn kể một bài học là gì ạ? Các bạn ghi lại đi, burn the boats. Các bạn ghi lại đi, burn the boats, đốt những con thuyền đi. Burn the boats. Đốt cháy những con thuyền. Tức là trong lịch sử nhá, có một vị vua. Khi mà ông ấy đến chiếm một hòn đảo các bạn nhé, thì là cái quân của ông đấy so với quân trên đảo ấy nó bị nó chỉ bằng 1/5 thôi, 1/5, và cái tinh thần binh sĩ rất là uể oải, là ồ 1/5 chắc là thua, các kiểu tinh thần là thua trận các bạn ạ. Và vị vua thấy không ổn. Ok, the king sees it's not right. Và sau khi mà vừa đặt chân lên đảo nhé, các bạn biết lệnh, cái lệnh đầu tiên mà vị vua ban ra là gì không ạ? Burn the boats. Vị vua cho đốt tất cả các thuyền, gom tất cả thuyền đốt. Ok, thì là gì ạ? Mình tức là sẽ cho một binh sĩ một lựa chọn là gì ạ? Win or die. Các bạn comment này, win or die. Thắng hay là chết? Thắng hoặc chết. Phải thắng. Must win or die. Đấy, thì khi mà mình có lựa chọn là must thì mình sẽ làm. Còn các bạn mà tôi nên học tiếng Anh à, tôi nên học tiếng Anh à, tôi mai học à, tuần sau học thì không được, không bao giờ thành công. Đấy, một là các bạn học sang ngôn ngữ khác đi, học tiếng Lào đấy, hoặc học tiếng gì khác mà các bạn phải học ấy, ok, thì các bạn mới thành công được. Còn lại mà nên thì không bao giờ. Okay. Win or die, đúng rồi, chiến thắng hay là chết. Các bạn ghi lại, burn là đốt các bạn nhé, đốt thuyền các bạn, đốt thuyền, burn the boats, những chiếc thuyền, những thuyền các bạn nhé. Okay. Burn the boats. S nghĩa là số nhiều. S means plural, ok. Như là những các bạn nhá, những, ok. Bạn phải cho bản thân về một cái lựa chọn là gì? Must. Tôi phải. Ok. Và các bạn ghi thật là rõ ràng nhá. Các bạn này, tất cả lớp thầy mong muốn các bạn là gì? Cam kết là học 2 tiếng một ngày. Học 2 tiếng đi. I must learn English 2 hours a day. Bạn cam kết đi. Tôi phải học tiếng Anh 2 giờ một ngày. I must. Bạn comment đi, I must learn English 2 hours a day. Thực sự các bạn muốn học tiếng Anh tốt đấy, thì các bạn hãy cam kết với thầy là học 2 giờ một ngày thì thầy sẽ giúp được các bạn. Và sau 2 tháng nữa các bạn nói tiếng Anh trôi chảy. Ok. Bạn nói tiếng Anh cơ bản trôi chảy. Tôi phải learn means học. Các bạn chăm chỉ ghi tụng này. English, tiếng Anh. 2 hours là tiếng này. 2 giờ. 1 ngày. Day means ngày. Okay. Cả lớp 7. I must learn English 2 hours a day. Ok. Các bạn ghi quy tắc số 3 nhé các bạn nhé. Rule number 3. Ok. Âm L này. Thì lưỡi uốn lên trên. 95% khi các bạn gặp âm L các bạn nhé. So 95% of the time when you see the L, you move your tongue up, lưỡi uốn trên. Và cách răng và để ngay sau răng cửa. Để ngay sau răng cửa. Ok. Đây. Cách khoảng 1 cm các bạn nhé. Cách tầm 1 cm, 1 cm khoảng đấy. Ok, must learn English. Ok, bất cứ khi nào gặp chữ L các bạn nhé, bất cứ khi nào gặp chữ L cứ uốn lên cho thầy, mình sẽ phát âm chuẩn. Ok, so thầy xin mời một số bạn đọc theo thầy nhé, để mình sửa phát âm nào. Các bạn mỗi hôm thì có vài, các bạn sẽ phải chăm chú nhắc lại theo thầy, nói tiếng Anh nhiều quá lại lẫn. Ok, các bạn ơi, repeat out to me. Ok, I must learn English. Learn English.
Okay, cả lớp mình nhắc lại thôi thầy. I must. I must learn English. Learn English. 2 hours a day. 2 hours a day. A day. Okay, then. Thank you. Okay, thầy thấy một số bạn được gọi nhé, nhưng mà vẫn chưa tập trung lắm các bạn ơi. Các bạn comment đi. Focus, các bạn comment đi, tập trung đi nào. Các bạn ơi. Focus là tập trung các bạn nhé. Các bạn comment đi. Focus là tập trung. Đấy. Lớp mình 191 con người các bạn nhé. Thì các bạn được gọi thì các bạn phải tập trung đúng không? Các bạn đồng ý không? Focus, đúng không? Thì mình ảnh hưởng đến 191 con người mà các bạn mà có những âm thanh mà ở ngoài ồn. Thầy nói các bạn là các bạn ngồi dậy, các bạn học tử tế, học đàng hoàng, đúng không? Ít nhất là các bạn hoàn thành hôm nay, các bạn ơi. Focus, ngoài tập trung đi. Okay, awesome. Good. Okay, I must learn English 2 hours today, đúng không? Tiếp theo mình học nha. Either you run the day or the day runs you. Okay. Hoặc là bạn điều khiển ngày của bạn, hoặc là ngày đó sẽ điều khiển bạn. Còn ai đồng ý không? Hoặc là mình sẽ điều khiển cái ngày của mình. Mình là ông chủ, mình sẽ điều khiển thời gian. Hoặc là cái ngày đấy nó sẽ điều khiển mình. Nó sẽ tự trôi qua. Còn ai đồng ý comment I agree xem nào. Please comment I agree. Tôi đồng ý đi. Either you run the day or the day run you, okay? Đấy. Hoặc là bạn điều khiển cái ngày đấy, hoặc là ngày đấy nó sẽ điều khiển bạn. Hoặc là nhé. You means bạn. Either you run. Run là chạy các bạn nhé. Chạy hoặc là điều khiển cũng được. Trong trường này điều khiển các bạn nhé. Nhưng mà thầy sẽ dịch cái nghĩa mà nó hay xuất hiện nhất các bạn nhé. Đây là ngày. Hoặc là ngày sẽ điều khiển bạn. Hoặc ngày sẽ điều khiển mà. Thầy sẽ điều khiển này. Bạn, ok. Either you run the day or the day runs you. Okay. Hoặc là bạn lập kế hoạch. Bạn sẽ kiểm soát một ngày của bạn, hay hoặc là ngày nó sẽ kiểm soát bạn. Okay. Nó sẽ trôi qua. Các bạn sẽ không hề hay biết. Ok, thầy sẽ xin mời một số bạn nhé. Đọc lại cho thầy. Repeat after me. Okay, repeat after me. Các bạn đọc lại theo thầy đi. Okay, repeat. Either you run the day. I run the day. Okay, chút rồi các bạn cho môi nhận ra nào. Run the day. Run the day. Các bạn nhớ nha, âm TH này, lưỡi để giữa hai răng. TH, please put your tongue between your teeth, okay? Một lần nữa nào. Either you run the day. I run the day. Okay, good. Thank you. Good. Next one. Or the day runs you. Or the day runs you. Perfect. Thank you very much. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yeah. Okay, thank you. Welcome. You're welcome. Okay, you're welcome. Đúng rồi. Thế mình phải có kế hoạch các bạn nhé. Mình phải có kế hoạch. Okay, good. Ok, next one, tiếp theo các bạn nhé. Thì các bạn ơi, các bạn bây giờ nhé, các bạn viết xuống đi. Bạn viết xuống là kế hoạch hàng ngày học tiếng Anh của bạn là mấy giờ. Plan. Okay, what is a plan for learning English? Bạn viết xuống cái kế hoạch đi. Plan là kế hoạch. Các bạn comment nào, plan. Ai đồng ý không? Là mình phải có kế hoạch. Mình phải... Bạn Nguyễn Đức Hải á, đúng rồi, hôm qua là cái lớp mastery đã học rồi học lại nhá. Một số bạn học rồi thì là mình sẽ học lại các bạn này. Bạn Nguyễn Đức Hải nhá. Ok. Plan, đúng rồi, là kế hoạch các bạn nhá. Plan là kế hoạch. Các bạn ơi, học đi học lại rất là tốt mà, tại vì repetition is mother skill. Sự lặp đi lặp lại là mẹ của mọi kỹ năng. Các bạn này, các bạn viết kế hoạch như nào, mấy giờ mình học. Ok, plan.
Thì thầy viết xuống cho kế hoạch của thầy năm 2009, 2010 đến 2014 các bạn nhá, là thầy làm như nào. Ok. Thầy viết lại cho kế hoạch của thầy để mà học tiếng Anh các bạn. Các bạn viết xuống đi nào, write down, các bạn viết xuống đi, viết xuống kế hoạch của bạn nhá. Các bạn, kế hoạch của thầy các bạn chỉ tham khảo thôi. Ok. Thầy sẽ viết tiếng Việt cho các bạn nhá. Bạn thử viết đi nào, write down. Bạn viết xuống đi, các bạn còn 30 giây nữa. Bạn viết xuống đi, những cái thời gian nào mình học tiếng Anh được, các bạn có thể tham khảo thầy. Đấy. Các bạn mình phải có một kế hoạch học tiếng Anh các bạn nhé. You have to have a plan. Chắc chắn các bạn phải có một kế hoạch học tiếng Anh. You must have a plan to learn English. Và mình cứ thực hiện kế hoạch, thực sự cam kết. Mình làm theo những kế hoạch này. So you have to commit to carry out the plans. Đây là lịch của thầy các bạn nhé. Ok, this tổng cộng này. Đây là một lịch bình thường nhất của thầy. 4 tiếng, 5 tiếng, 8 tiếng, 9 tiếng. Ok. Thường thường là như vậy. Thường thường là như vậy. Hầu hết ngày nào cũng như vậy, xem như vậy. It's about 9 hours. Kế hoạch của thầy nhé. Là chưa biết làm gì hết nhưng mà cố định là phải như này. Để mà trở thầy, trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dạy tiếng Anh giao tiếp các bạn ạ. Ok. Tức là như này. So, about 6 to 7 a.m. I have breakfast and learn English. 6 đến 7 giờ nhé. Thường thầy dạy. Thầy bật tiếng Anh lên nghe. I listen to English. Đúng rồi, nghe tiếng Anh. Một là nghe những bài nói tiếng Anh của Tony Robbins, của những tác giả hàng đầu thế giới. Và thầy học tiếng Anh, thầy nấu ăn sáng. Và thầy ăn sáng thì thầy thường xem phim. Đấy, thường ăn sáng mất 1 giờ. Đấy. Và khoảng 9-10 giờ thì kiểu gì thầy cũng có một tiết học tiếng Anh ở trường. Đấy là khoảng 1 giờ ở trường đại học ngoại thương. Ok, so I have one. Ok. Và đến đây là 2 p.m. Ok. 2 p.m. Từ 12 giờ trưa đến khoảng 2 giờ trưa thì thầy về nhà, thầy nấu ăn. Và thầy ăn trưa thì mất khoảng 2 tiếng. Và làm việc nhà nữa. 2 hours. Thì thầy biến 2 giờ đấy. 2 giờ nhá. 2 giờ đến thành giờ học tiếng Anh. Và 5 đến 6 giờ. 5 đến 6 giờ nhá. Thì thầy tập thể dục. Thầy chạy. Thường thầy chạy quanh cái chùa láng và thầy nghe tiếng Anh. Đấy, I learn English. Ok. Và 6 đến 9 giờ thì thầy thường đến các trung tâm là quanh ở chùa láng để thầy học tiếng Anh, và một số trung tâm thầy học IELTS các kiểu nữa. Đấy, thầy thường là thầy học trung tâm nữa và thầy học với những người rất là giỏi để mà thầy nâng cao trình độ. Đấy, giống như các bạn đang học với thầy. It's like you are learning with me, okay? Learn with one of the best. Okay, thầy học từ những người rất là giỏi. Okay, đấy đó, có 3 tiếng nữa học ở trung tâm. Đấy, nếu mà không học trung tâm thì thầy cũng tự học từ khoảng thời gian này. Và từ khoảng 10-11 giờ, 10 to 11 p.m. thì thầy ăn tối. I have dinner and I learn English, và thầy xem một bộ phim bằng tiếng Anh. Đấy. Và các bạn nhé, ngày xưa thầy không có điều kiện thầy mua đấy đâu. Sinh viên rất là nghèo. Các bạn comment đi, poor, học một từ này, học đi. Poor là rất là nghèo. Không bao giờ có điều kiện mà mua bất cứ một cái phần mềm tài liệu nào gì đâu, toàn đi crack hết thôi. Đấy, phim đấy ạ, thì toàn gọi là kéo torrent đi,
toàn kéo tôi luôn, không bao giờ mua tài khoản gì hết, tất cả đều dùng đồ chùa, dùng chùa, dùng miễn phí, poor, rất là nghèo, cực kỳ nghèo lắm, hồi sinh viên nghèo lắm. Đấy. Hồi sinh viên rất là nghèo. Đấy. Poor đúng rồi, P nào. Poor. Poor đúng rồi. Các bạn nhá. Các bạn đã ghi xong chưa nào? Ai xong cái kế hoạch của mình rồi, comment là done lên. Done, đã xong. Các bạn ơi, các bạn phải làm theo kế hoạch này. Đúng không? Các bạn ơi, tức là nhỉ. Mỗi ngày thầy không cần, chưa cần phải làm gì hết là thầy đã có khoảng ít nhất là 9 giờ để học tiếng Anh rồi. 9 hours, ok. 9 giờ để học tiếng Anh các bạn ơi. 9 giờ. Thì một kế hoạch mà nhiều năm liên tục các bạn. 2009, thậm chí lúc mà thầy sang Mỹ ấy, when I went to the United States, I even learned more, ok. Hơn như cả suốt ngày luôn tiếng Anh hết. Đấy các bạn nhá. Done. Rồi các bạn xong kế hoạch chưa? Các bạn học từ vựng trước nhé, các bạn mới học các bạn học từ vựng trước. Và hôm nay thầy đã chuẩn bị dạy các bạn từ vựng này. Thầy đang dạy từ vựng, nhưng mà những từ vựng này thực sự ở mức độ khó. Các bạn đang học từ vựng cũng mức trung và mức hơi hơi khó một tí. Ai đã xong kế hoạch nhỉ? Okay. Bạn chắc chắn phải có một kế hoạch nhé. You have to have a plan. Nếu không ấy, thì một ngày trôi qua nó sẽ rất là không hiệu quả. It's not effective. Thực sự ấy, thực sự nó sẽ không hiệu quả các bạn ơi. Thực sự, các bạn ai đồng ý nhỉ? Hay comment là I totally agree đi nào. Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy nào. I totally agree. Những người thành công ấy, successful people, they have plans. Really strict plans. Những kế hoạch cực kỳ chi tiết các bạn ạ. Tôi hoàn toàn đồng ý nào. Tôi hoàn toàn. Bạn ghi đi, đồng ý. Đấy, người tốt lịch làm việc. Hoặc kể là thầy có quyền lịch làm việc này. Ok, I have this book, ok. Chuyên cho năm 2021. For like 2021, ok. Cho cả năm luôn, thầy lên lịch trước cả một năm các bạn ạ. Cả một ngày và cả một năm. Động lực gì, đúng rồi. Thì là cái dream. Chúng ta Tùng sẽ chia sẻ nhé. Dream là các giấc mơ bạn ạ. Một bạn hỏi tại sao lại có động lực như vậy. Là giấc mơ. Giấc mơ. Giấc mơ Tùng muốn đi Mỹ. Tùng muốn du lịch vòng quanh thế giới. Tùng muốn nói tiếng trôi chảy. Tôi muốn nói chuyện với những người nước ngoài, làm kết bạn với những người khắp nơi trên thế giới. Đấy, giấc mơ đi Mỹ. Đấy. Ok, các bạn phải có giấc mơ đủ lớn cơ. You have to have like big enough dream, ok. Do các bạn mơ chưa đủ lớn thôi các bạn ạ. Khi mình có lý do, you have big enough why. Khi bạn có why đủ lớn, why là tại sao, các bạn ghi lại đi, why. Là lý do, là tại sao. Khi các bạn you have big why. Khi bạn có lý do đủ lớn ấy, thì bạn sẽ làm. Còn không, các bạn không làm đâu. And then you don't do it. Đấy, khi bạn có gì ạ? Có big why. Chẳng hạn là gì? Thầy bảo là gì? Must. Là phải. Chẳng hạn các bạn đặt mục tiêu là gì ạ? I learn English 2 hours a day. Tức là tôi học tiếng Anh 2 giờ một ngày. 2 giờ một ngày nhé. Đúng rồi. Đây, thầy ơi, lúc làm việc tận dụng học luôn, vậy làm sao để học hiệu quả? Đúng rồi, thì là làm gì mình nói tiếng Anh hết. Chẳng hạn như tôi đi tè IP này, đúng rồi. Tất cả mọi thứ. Tất cả những học viên của Tùng ấy, Tùng đều nói là gì? Các bạn làm gì bạn phải nói tiếng Anh? Tôi tè IP. Tôi đi tè. Tôi mở cửa gì? I open the door. Tôi mở cửa. Các bạn luôn bảo là các bạn bận. Các bạn ai mà bận nhá thì là các bạn không quản lý thời gian đủ tốt thôi. Ok. Các bạn đồng ý không? Các bạn đồng ý không là mình, các bạn đồng ý hãy comment số 9 đi nào. Please comment 9. Các bạn đồng ý là mình chưa tận dụng mọi thời gian để mình học tiếng Anh. Ok. Mình phải tận dụng tất cả mọi khoảng thời gian mình có mình học tiếng Anh thôi. Now drink water, các bạn uống nước đi nào. Drink water. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn các bạn dần dần nha. Ok. Các bạn phải học tiếng Anh cơ. Chẳng hạn một người gì súng bắt đầu của các bạn nhé. Thì các bạn có học tiếng Anh 2 giờ một ngày không? Đúng không? Hoặc là thầy lấy ví dụ nhé. Các bạn tưởng tượng nhé. Now imagine you are at a really high building. Các bạn đang đứng trên một tòa nhà rất là cao nhé. Gió lộng lộng. Gió rất là lồng lộng nhé. Hai tòa nhà nó song song với nhau. Và có một tấm ván bắc ngang qua và nó bị gió rất là đung đưa. Các bạn có dám đi qua không? Các bạn comment yes or no nào. Yes or no.
comment yes or no, yes hoặc là no nào. Các bạn comment nếu bạn đi qua thì các bạn comment yes, các bạn không đi qua các bạn comment no. Nó rất là tầm ván, rất là đung đưa và các bạn rơi xuống là ngay lập tức là quy tiên, đúng không? Đúng rồi. Có điên mình đi qua không? Đúng không? You're crazy. Ok. Nhưng mà nếu như bạn khi mà người ta chĩa súng vào đầu các bạn, hoặc là có những người thân yêu nhất của bạn, gia đình bạn, đúng không? Một tên cướp chẳng hạn yêu cầu bạn, nếu mà bạn không đi qua thì người ta sẽ bắn bạn luôn, hoặc là sẽ bắn tất cả những người thân yêu trong gia đình của bạn. Thì các bạn có đi qua không? Nếu các bạn lựa chọn đi qua, các bạn comment là yes. Nếu các bạn không đi qua thì các bạn comment là no. Okay. Các bạn comment là yes nếu các bạn lựa chọn đi qua, nếu mà người ta chĩa súng vào đầu. Ok. Bắt đi qua không là bom. Ok. Bắn luôn. Nếu không đi qua là bắn luôn. Các bạn có đi qua không? Đúng không? Các bạn đã thấy là mình thay đổi chưa? Từ lựa chọn là không đi qua đến lựa chọn là đi qua. Và vẫn một trường hợp như vậy. Khác nhau là gì ạ? Okay, must. Các bạn ơi, các bạn từ hôm nay các bạn thực sự muốn giỏi tiếng Anh ấy. Thực sự. Hãy nghĩ là một người đang chĩa súng vào đầu gia đình các bạn. Chĩa súng vào đầu các bạn. Nếu bạn không học tiếng Anh các bạn là các bạn sẽ chết. Ok. Các bạn comment đi. I must learn English or die. I must learn English or die. Thì các bạn mới học, các bạn ơi, các bạn comment đi. I must learn English or die. Thế các bạn phải xác định như vậy. Tôi phải học tiếng Anh hay là tèo. Các bạn hãy nhớ lấy ví dụ của thầy đấy. Thì các bạn sẽ thành công, thì chắc chắn các bạn thành công. Chắc chắn luôn. Lúc đấy chắc chắn các bạn sẽ học tiếng Anh. So I'm sure that you have to learn English, you must learn English and you will be successful. Không có lý do gì các bạn không thành công nếu bạn thay cái từ should thành từ must. Ok. Yeah. Tiếp theo các bạn ơi. Ok, trước khi tiếp tục nhé, các bạn mình sẽ gọi là exercise một chút các bạn ơi. Exercise, ok. Everyone, turn on your camera, các bạn bật camera lên các bạn ơi. Mình ok, put your hands up, các bạn ơi, hands up. Nha, yeah. Chứ L mình uốn lên à? Left, L uốn lên các bạn ơi, left. Ok, everyone, left. Ok, right, chứ R nào, mỗi nhận nha. Right. Tiếp theo nào. Back. Ok, front. F nào. Front. Về phía trước. Ok, good. Hello bạn. Ok, left. Right. Back. And front. Awesome. One last time. Một lần nữa các bạn ơi. Một lần nữa nào. Ok, one more time. Ok. Left. L nào. Left. Right. Back and front. Awesome. Rồi, keep going. Tiếp theo một lần nữa các bạn ơi. One last time, một lần cuối cùng nào. Left, right, back and front. Awesome. One more time, một lần nữa các bạn. Left, right, back, front. One more time, một lần nữa. Left, right, back, front. Thank you. Please clap your hands. Cả lớp cho cả lớp mình một tràng pháo tay nào. 1, 2, đến với thầy. 3, F răng trên cắn môi dưới, thổi ra nào. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ok, good. Thank you very much. Ok, good. Các bạn ơi, các bạn biết vì sao? Các bạn biết vì sao thầy dành rất nhiều huy chương không? Vì sao? Còn comment là why nào? Tại sao? Nếu thực sự các bạn, thầy tập trong thời gian rất là ngắn, 6 năm thôi, thầy đã giành rất nhiều cúp và huy chương như này. Các bạn muốn biết tại sao không? Why là tại sao? Các bạn comment đi. Why? Tại sao? Các bạn comment này. Why? Tại sao? Tại sao có những người tập 20 năm mà không giành bất cứ huy chương nào? Tại sao có những người giành thi đấu bóng bàn nhé, 20 năm không được một cái huy chương nào luôn? Không, và không bao giờ có một cái chức vô địch suốt đời các bạn nhé. Suốt đời và nhiều đời sau nữa không bao giờ giành được huy chương. Nhưng mà thầy tập 6 năm là thầy đã giành được. Các bạn biết tại sao? You know why? Biết tại sao? Mỗi ngày thầy đều giật. Thầy đều giật phải. Huấn luyện viên yêu cầu thầy là làm 5.000 lần. Nhưng mà thầy làm 10.000 lần. 10.000 times. 10.000 lần giật phải. 10.000 lần giật trái. Ít nhất là 6 tiếng. 6 đến 8 tiếng đều như bắt tranh. Từ năm 2014 đến 2020. 6 đến 8 tiếng. Các bạn comment này. 6 to 8 hours.
Đấy, những nguyên tắc bất di bất dịch của thầy. Bất cứ khi nào thầy làm cái gì cũng phải stick to 8 hours daily. Còn có mấy này, 6-8 tiếng một ngày. Còn một số người á, giật phải như này, đánh như này, tưởng là mình biết rồi, rồi người ta không tập nữa, người ta không bao giờ lành dành cái gì hết, các bạn hiểu không? Ok. Nhưng mà thầy bảo các bạn là gì ạ? Các bạn cứ học đi học lại đi. Repetition is mother of skills. Sự lặp đi lặp lại là mẹ của mọi kỹ năng. Sự lặp đi lặp lại nhé. Repetition. Các bạn comment đi. Repetition. Một bí quyết cực kỳ quan trọng của những người thành công ấy. Repetition. Là sự lặp đi lặp lại. Các bạn ơi. Repetition. Cái bí quyết của những người thành công này. You know Bruce Lee said. Các bạn ơi. Bruce Lee nói là gì ạ? Okay, I'm not afraid of someone who knows 10,000 kicks. Tôi không sợ ai biết 10,000 kicks, 10,000 cú đá. I'm afraid of someone who knows one kick and practices it 10,000 times. Tôi chỉ sợ người biết một cú đá mà thực hành lại 10,000 lần. Okay, 10,000 lần một ngày các bạn nhá. 10,000 times a day. Bruce Lee. Okay, Lý Tử Long, ai biết Lý Tử Long nhỉ? Các bạn comment I know đi nào. Các bạn comment I know đi. Nếu các bạn biết Lý Tử Long nào. À quên, Lý Tiểu Long nhé. I know là tôi biết nhỉ. Các bạn biết không? Các bạn ghi từ vựng nào. I know. Okay, please write down. I know, tôi biết nào. Các bạn, nếu các bạn thực sự biết Lý Tiểu Long, hãy comment I know đi. I know là tôi biết đi các bạn ơi. Đấy. Tức là người ta rất là sợ những người chỉ biết một cú đá nhưng thực hiện tập đi tập lại 10,000 lần một ngày, rất là sợ những người đấy. Okay. Bruce Lee, đúng rồi. Repetition. Các bạn, repetition. Ok, thầy sẽ cho cái này sang một trang mới đi. Mình học nha. Do it now. Làm nó ngay bây giờ. Đây là những quy tắc thành công các bạn nhá. It's rule to be successful, okay? Những quy tắc bất gì bất dịch để mình thành công. Do it now. Sometimes later becomes never. Never. Làm ngay bây giờ đi. Ok. Sẽ cho nó nhỏ lại một chút. Làm ngay bây giờ. Làm. Nó. Ngay bây giờ. Ok. Wait a second. Các bạn chờ chứ. Làm ngay bây giờ các bạn nhá. Làm gì? Làm ngay bây giờ. Do it now. Sometimes later becomes never. Thỉnh thoảng thì là gì ạ? Làm sau thì sẽ trở thành không bao giờ các bạn nhé. Okay, do it now, sometime later. Sau này trở thành không bao giờ. Later become never. Trở thành không bao giờ. Never. Bạn muốn thành công ấy, muốn làm cái gì thì làm ngay bây giờ. Không bao giờ. Okay. Sometimes means thỉnh thoảng gọi nhá, thỉnh thoảng. All right, repeat after me. Do it now. Do it now. Làm ngay bây giờ. Làm ngay bây giờ gọi này. Repeat. Do it now. Làm ngay bây giờ. Sometimes later becomes never, thỉnh thoảng thì sau này trở thành không bao giờ. Bạn ơi, làm cái gì các bạn? Bạn comment đi nào. Now, là ngay bây giờ. Bạn comment đi nào. Please comment now hay comment đi. Now. Ok. Please comment now. Comment đi now. Bạn thực sự muốn học tiếng Anh thì học ngay bây giờ. Bắt đầu ngay bây giờ. Better late than never. Muộn còn hơn không, mà bắt đầu ngay bây giờ. Thực sự mình quyết tâm. Mình học đi. Now. Đúng rồi, ngay bây giờ. Now. Okay, do it now. Sometimes later becomes never. Okay. Tiếp theo các bạn nhá. À để thầy mời một số bạn đọc theo thầy đã. I will invite some people to repeat after me, okay? Bạn được bật mic thì bật đấy nhá, bật mic để bạn nhắc lại cho thầy nào. Okay, repeat after me. Okay. Repeat. Do it now. Chữ N hơi mũi nào. Now. Do it now.
Okay, one more time. Do it now. Do it now. Good. Next one. Sometimes. Sometimes. Later becomes never. Later become never. Never. Becomes. Okay. Becomes. Never. Chứ nờ này, nờ hơi mũi là never. Ngắt được mũi là never. 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 Okay, đúng rồi, tốt rồi. One more time một lần nữa nào. Cả lớp nhắc lại theo thầy và các bạn nha. Do it now. Do it now. Đúng rồi, SC hai răng cắn lại, thổi ra nào. Sometimes. Sometimes. Lâu nữa. Later. 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 Becomes never. Becomes never. Okay, good. Thank you. You're welcome. Đúng rồi, tuyệt vời. Thank you. Đúng rồi. Ok, good. Next one. Có ai tin rằng các bạn được đồng hành với thầy hàng ngày ấy, được thầy chỉ dẫn cho cách học tiếng Anh hàng ngày và được thầy chỉ cho từ vựng mới hàng ngày thì mình sẽ nói tiếng Anh tiến bộ và giỏi tiếng Anh rất là nhanh. Các bạn comment I believe đi nào. Tôi tin nào. Các bạn có tin là mình sẽ học được rất nhanh mức 1000 từ vựng không? Để mình nói tiếng Anh trôi chảy không? Tôi tin. Và khi các bạn đạt được một mốc từ 1000 từ vựng ấy, mình sẽ học, mình sẽ đạt được cái mốc 3000 mà mình sẽ đạt được cái mốc 10000 từ vựng cực kỳ nhanh. Đây là những cái cột mốc mà các bạn phải đạt được. Thực sự tin là nếu các bạn được thầy chỉ dẫn các bạn học rất là nhanh không? I believe. Đúng rồi. Những người khác người ta chỉ dạy các bạn 5 từ thôi. Đúng không? Người ta dạy các bạn 1 tháng mà thầy dạy các bạn một buổi tối luôn. Ok, good. I believe, đúng rồi, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Thank you. Ok. Good. Next one, tiếp theo các bạn ơi. Dream it, believe it, achieve it. Dream it là mơ nó. Believe it là tin vào nó. Achieve it. Okay, là đạt được nó. Dream là mơ nó này. Mơ nó. Tin nó. Và đạt được nó. Okay, thầy xin kể cho bạn một câu chuyện nhé. Ngày xưa ấy, thầy là học sinh miền núi, học ở Quế Phong, Nghệ An. Và thầy vào học trường chuyên toán Đại học Vinh ấy, thì là năm lớp 10 là thầy xếp cuối lớp, gần như cuối lớp, 49 trên 55 các bạn ạ. Và khi mà thầy năm... nhưng mà thầy đặt mục tiêu nhé. Thầy đặt mục tiêu, thầy mơ là... Các bạn biết là trường chuyên Đại học Vinh là, các bạn biết tỉnh Nghệ An là một những tỉnh là có rất là nhiều các bạn ham học. Và trường chuyên toán Đại học Vinh là một trong những trường cấp 3 tốt nhất của Nghệ An. Một trong hai trường tốt nhất của Nghệ An các bạn ạ. Thầy khẳng định các bạn luôn. Không có bất cứ trường nào ở Nghệ An mà dám khẳng định là hơn cái trường chuyên toán Đại học Vinh. Đấy, một trong hai trường tốt nhất luôn của Nghệ An và một trong những trường tốt nhất của cả nước. Ok. Thì thầy đặt mục tiêu là gì ạ? Thầy phải trở nên một trong những người học giỏi nhất của trường. Đấy. Và từ một học sinh mét lớp thôi các bạn nhé. Thì đầu tiên ấy, thì thầy đã mơ về nó. Và thầy thực sự là ngày nào thầy cũng mơ là thầy sẽ giỏi nhất lớp. Và thầy tin là khi mà thầy giỏi nhất lớp ấy, thì thầy sẽ được các bạn rất là ngưỡng mộ. Và thực sự ấy, khi mà thầy từ best lớp mà lên đứng đầu lớp thì được các bạn rất là ngưỡng mộ. Okay, các bạn comment đi. Admire. Các bạn comment từ này đi. Admire là ngưỡng mộ đi. Admire. Từ best lớp nha. Best lớp ở chuyên toán mà trở thành dẫn đầu lớp. Mà sẽ là dẫn đầu cái trường ấy. Một trong những người dẫn đầu trường. Cái điểm thi đại học. Okay, là ngưỡng mộ các bạn nha. Đấy. Thì trước khi làm được những cái điều đó các bạn nhé. Khối chuyên toán Đại học Vinh. Khóa 206 đến 209. Các bạn mà học cái khối. Các bạn biết ai ở cái khối chuyên toán. Học cái khóa đấy là các bạn sẽ biết thầy. Okay, admire. Đấy là một trong những trường hợp rất đặc biệt. Thì các bạn ạ, thầy vượt qua nghịch cảnh. Đấy là gì ạ? Đấy, từ một học sinh best lớp, từ miền núi xuống mà thầy đạt được những kết quả như vậy. Ok. Và các bạn theo thầy thì các bạn thầy chia sẻ các bạn tại sao là thầy đạt được những cái kết quả đấy. Ok. Và giống như kiểu thầy giành huy chương bóng bàn ấy, hoặc là những cái cúp này, thì thầy đã từ một người ấy, gần như là tàn tật các bạn ạ. Năm 2011 là thầy không đi lại được nữa. Và bác sĩ bảo là gì ạ? Bác sĩ bảo là mà phải chuẩn bị cho trường hợp là cháu sẽ, cái chân trái của cháu sẽ không mà đi lại được nữa. Cái cổ chân trái không hoạt động được nữa thì cứ đi cà nhắc các bạn ạ. Và thầy đã vượt qua nghịch cảnh và thầy đã đi lại được. Thầy đã đi lại được, thầy rất là chăm chỉ, rất là biết ơn bố của thầy đã đưa thầy đi vật lý trị liệu nhiều tháng liên tục ở nhà bác sĩ Thắng ở viện 108
bệnh quân y 108, thầy rất biết ơn bác sĩ Thắng nhà Thái Hà đấy, đã cứu lại đôi chân của thầy, và từ một người tàn tật các bạn nhé, thì thầy đã vươn lên đấy, đạt được những cái huy chương như này. Ok, các bạn ai thấy thầy tuyệt vời hay comment awesome này nào, awesome đấy, thực sự là mình phải vượt qua nghịch cảnh các bạn ạ. Đấy, các bạn ai đồng ý là những người mà giỏi nhất trong lĩnh vực của mình đúng không, thì đều là từng là những người tốt nhất. Các bạn đồng ý không, hay comment I agree đi, please comment I agree. Những người giỏi nhất nhá, trong tất cả các lĩnh vực thì đều từng là những người tốt nhất ở lĩnh vực đấy. Thầy ngày xưa từng là học sinh tốt nhất ở khối chuyên toán, từng là học sinh tốt nhất ở đại học ngoại thương, nhưng thầy đã vươn lên, thầy mơ là thầy giỏi nhất trường đại học ngoại thương, và thầy đã đứng nhì của trường ngoại thương kỳ 2 năm 3 của khóa 48 đại học ngoại thương đấy. Và thầy thì một người mà không đi lại được, và thầy đã giành tất cả những huy chương bóng bàn như này, cúp như này. Ok đấy, thì các bạn phải có một cái là gì ạ? Đầu tiên phải mơ nó, dream it. Các bạn phải mơ về nó đó. Phải mơ là mình một ngày mình nói nhanh trôi chảy các bạn nhé. You speak English fluently. Đấy, các bạn đi du lịch nước ngoài, các bạn vòng quanh thế giới, các bạn kiếm được rất là nhiều tiền khi các bạn biết tiếng Anh. Đúng không? Và các bạn chắc chắn. Còn mơ mà các bạn còn không dám thì còn làm gì nữa. Các bạn comment này, dream it. Đầu tiên các bạn comment đi. Please comment dream it. Đầu tiên phải mơ là mình giỏi tiếng Anh đã. Mơ còn không dám là hãy tưởng tượng là mình đang nói nhanh trôi chảy. Mình đi lên máy bay, mình đi vòng quanh thế giới, mình sang Mỹ, mình sang châu Âu, mình đi du lịch tất cả các nước châu Âu. Đúng không? Bạn comment này, dream it. Đầu tiên phải nhắm mơ đã. Còn mơ mình không dám mơ thì chịu. Đúng không? Nó không có trong đầu ấy thì không bao giờ có trên tay. Và năm 2015 ấy, đến 2015. Thầy năm 2014, thầy khởi nghiệp. Đấy. Và năm mà thầy nuôi một chó, I have a dog. Ok, I have a dog. Thầy có một con chó và thầy rất là, các bạn ạ, thầy thực sự lúc đấy là thầy có những thời khắc rất là nhục nhã. Ok, rất là nhục nhã đấy là gì ạ? Thầy về quê mà các bạn biết là quy định là xe khách nó không cho chó lên xe, mà chó của thầy là còn chó cỏ cơ. Thầy làm gì có tiền mua chó, chó cảnh, chó cỏ đấy, nhưng mà thầy với nó rất tình cảm với nhau. Tức là những ngày thầy khởi nghiệp ấy, thầy rất là phải ở một mình rất là nhiều, và chỉ có thầy con chó của thầy thôi. Ok, chó dog. Ok, các bạn comment dog kia nào, dog. Ok, comment dog kia nào, là con chó. Thế là rất là cô đơn, và đấy là người gần như người bạn thân nhất của thầy. Thầy khẳng định luôn, thầy con chó thầy là bạn thân nhất của thầy, và không có thầy ai nói tên là Jordan. Ok, những ngày khởi nghiệp rất là cô đơn thực sự luôn, và nó gắn bó với thầy, và thực sự là mỗi lần về quê nó rất là vất vả các bạn, nó rất là vất vả. Và thầy đã từng phải nằm gầm xe, các bạn biết là nằm gầm xe khách ấy. Thầy chui xuống gầm xe nằm với nó. Những cái giây phút gọi là cực kỳ nhục nhã. Và thực sự là năm 2016 ấy, thầy mua cái xe bán tải gần 1 tỷ. Bản cao nhất xe bán tải. Đấy. Các bạn có thể theo dõi Facebook của thầy. Thì lúc đấy là thầy mua bán tải ấy, là để chở con chó thầy về quê. Quê thầy ở Nghệ An. Mục đích duy nhất thôi là chở con chó thầy về quê mà chở ra để nó đỡ vất vả các bạn. Tức là khi mà thầy mua xe ấy, thì là thầy mục đích duy nhất ấy là như vậy. Và nó phải có trong đầu thầy đã. It has to have in my head. Nếu bạn chưa có xe, chưa có nhà, chưa có đất đai thì nó chưa có trong đầu các bạn. Các bạn đồng ý không? Ok. Các bạn hãy comment số 9 đi nào. Ok, please comment 9 nếu các bạn đồng ý nào. Con chó thầy mất rồi các bạn ạ. Chó thầy bị bắt mất rồi, rất là buồn. Ok. Xấu xạ. Ok. Thực sự là chó là những người bạn mà thân nhất của mình. Ok. Đấy thì các bạn phải có trong đầu đã. Hoặc là năm 2018 thầy bắt đầu mua rất là nhiều đất đai, nhà cửa vào. Đấy, thầy có 6 mảnh đất, 2 ngôi nhà. Đấy, và thầy đất đai cho thuê. Tức là nó phải có trong đầu thầy đã. It has to have in my head. Thì các bạn phải có trong đầu đã. Rồi các bạn phải tin là các bạn làm được. Rồi các bạn must. Các bạn comment này. I must. Tôi phải các bạn ơi. Tôi phải. I must. Và thầy cũng rất là mong muốn nhé. Mong muốn tháng 8 năm sau thầy sẽ trở thành 1 triệu đô la. Đấy, thì thầy... Đấy, mình phải có trong đầu mình trước đã thì mình mới đạt được các bạn ạ. Ok. Next one, tiếp theo các bạn ơi. The key to success. Is action, ok? Là hành động. Cái chìa khóa này. Chìa khóa. Các bạn hãy tưởng tượng đi nào. Khi nào thấy cái chìa khóa mình comment, mình sẽ nói là key. Các bạn ơi, key. Các bạn comment đi nào, comment trong chat đi. Hay comment đi, key. Các bạn comment đi, key.
Có ai thực sự gắn kết nhá. Thực sự cam kết là bất cứ khi nào thấy chìa khóa mình nói key nào. Và tất cả những thứ thầy dạy các bạn thấy các bạn phải nói tiếng Anh. Các bạn comment đi, I commit, comment thêm đi. Tôi cam kết đi nào, I commit. Bạn có dám cam kết không? Có dám cam kết để mình giỏi tiếng Anh không? I commit. Cam kết đi. Phải cam kết các bạn ơi. Phải thực sự cam kết. Đúng rồi. Thành công. The key to success is action. Okay. Cái chìa khóa thành công là hành động. Rất nhiều người không tin các bạn nhé. Bảo tại sao thầy mua xe mà. Thầy mua xe năm 2016 là năm lúc đấy thầy 25 tuổi, thầy sinh năm 91. Ok. Thì thầy luôn nói là không phải mua xe để chở người yêu, chở gì, thầy mua xe để chở con chó của thầy về quê, thế thôi. Đấy, đấy là lý do thầy mua xe bán tải. Okay. The key to success is action. Nghe hơi buồn cười một chút nhưng sự thật là như vậy. It's the truth. Okay. The key, các bạn ơi, the key to success is action. Okay. The keys, the key to success is action. Okay. Thầy xin mời một số bạn đọc nhá. Okay. Repeat after me. The key to success. S gì thôi ạ? Success. Các bạn đọc theo đi. Các bạn ơi. Thầy mời một số bạn đọc nhá. Bạn bật mic lên nhá. Repeat after me. The key, thấy hả nào? The key to success is action. Là hành động các bạn ơi. Có các bạn được bật mic chưa nhỉ? Ok, đọc lại thế này. The key. The key. The key. To success. To success. S gì thôi ạ? Success. Success. To success. Is action. Is action. Ok, âm Z nào các bạn ơi. Is. 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 Action. 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 Ok, awesome. Action. Okay, good. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. You are welcome. You're welcome. Đúng rồi, tuyệt vời. Thank you. Đúng rồi. Tiếp theo. Các bạn muốn đi được nửa đường trong việc giàu giỏi tiếng Anh không? Hoặc là thành công tất cả mọi thứ ấy. Believe you can. And you're halfway there. Theodore Roosevelt. Các bạn biết Theodore Roosevelt là ai không? President. Các bạn này comment đi nào. President. Tổng thống các bạn nhá, tổng thống Mỹ đấy. Các bạn ơi, mình sống ở đây nhá, chỉ là một cuộc đời thôi. Còn lại nhân loại của mình đã sống vài chục nghìn cuộc đời rồi, cả chục nghìn cuộc đời. Và đây là những nguyên tắc nhá, những nguyên tắc thành công từ ngàn đời, ngàn ngàn đời để lại các bạn ạ. Mình cứ áp dụng theo là mình sẽ thành công. Giống như là gì ạ? Giống như thầy Nguyễn Hữu Lam vẫn hay lấy ví dụ là gì? Mình không cần phải phát minh ra bánh xe đâu. Mình cũng không cần phải phát minh ra cái bóng đèn hay là dòng điện. Mình chỉ cần bật công tắc là có điện thôi. Các bạn không? Turn on the light. Turn on the light. Mỗi khi bật đèn nhá, các bạn hay nói là gì ạ? Turn on the light. Bật đèn. Các bạn đồng ý không? Các bạn có đồng ý không ạ? Các bạn đồng ý, các bạn comment số 1 đi nào. Please comment 1. Mình không phải dành cả đời để phát minh ra bóng đèn hay là cả một đời nữa để mình phát minh ra dòng điện, mà mình chỉ cần bật đèn lên là nó sáng thôi, đúng không? Bật đèn, turn on the light. Các bạn đồng ý không ạ? Tuyệt vời. Ok, turn on the light là bật đèn, đúng rồi. Các bạn chỉ cần bật đèn lên thôi là nó sáng. Các bạn comment số 1 đi nếu các bạn đồng ý. Đấy là mình cứ áp dụng những quy tắc này thì chắc chắn mình sẽ thành công. Nó là những nguyên tắc bất gì bất dịch các bạn, những nguyên tắc bất gì bất dịch của những người thành công. Bạn muốn thành công thì chắc chắn các bạn phải áp dụng những nguyên tắc này. Và thầy áp dụng những nguyên tắc này thì thầy thành công hơn bạn bè của thầy là 9. Thành công, thầy tin là thầy thành công hơn khoảng 96% những bạn bè của thầy cùng lứa. Thầy vẫn thua kém nhiều bạn bè của thầy. Thầy vẫn những thua kém những tầng lớp cao nhất đấy. Nhưng thầy là một trong những người thành công nhất ở trong lứa tuổi của thầy. Thầy tự tin là như vậy luôn, thành công hơn 96% những bạn bè của thầy cùng lứa tuổi. Sinh năm 1991, lứa tuổi 30. Ok. Thì thầy sở hữu đất đai, xe cộ, nhà cửa, thầy ở Vinhome. Thầy
đi xe gần 1 tỷ. Đấy, thầy có nhiều, thầy có 6 bất động sản và 2 ngôi nhà cho thuê. Đấy. Các bạn ai thấy thầy tuyệt vời comment awesome nào, please comment awesome. Đấy. Thầy đầu tư rất là nhiều lĩnh vực. Đấy, cả chứng khoán, đất đai, nhà cửa, công việc business, các công việc kinh doanh. Thầy là giám đốc doanh nghiệp. Thầy quản lý khoảng gần quản lý là 375 nhân sự. Chịu trách nhiệm cho khoảng hơn 375 con người, 375 con người. Ok. Nhà của thầy nhá, ở Vinhome. Nhà thầy mua hay sao thuê? Thuê thì kể vào làm gì? Ok. Next one, tiếp theo, believe you can and you're halfway there. Nếu mà tin bạn làm được thì bạn là nửa đường rồi. Okay, các bạn ơi, ghi lại đi. Believe you can là tin bạn có thể. And you're halfway there. Mà bạn đã một nửa rồi. Bạn đã đi được một nửa rồi. You're halfway there. Okay. Tin. Believe means tin nhá. Tin bạn có thể. Can là có thể này. Và bạn halfway, ok, halfway là nửa đường các bạn nhé, nửa đường tới đó rồi. Ok, believe you can and you're halfway there, nửa đường. Halfway tới đó. Ok, có rồi, believe you can and you're halfway there. Ok, còn đây nói thế nào, drink water, uống nước như nào các bạn ơi, drink water. Everyone, drink, bạn nói đi, drink water. Ok, great, tuyệt vời. Cảm ơn mày. Believe, chứ vì nào, đang trên cắn môi dưới, thổi dặn. Believe you can and you're halfway there. Chứ hát để ra các bạn này, halfway there. Ok, rồi mình học một câu nữa sau đó mình nghỉ giải lao và mình học tiếp các bạn nha. Ok, believe you can and you're halfway there. A winner is a dreamer who never gives up. Ok, a winner là một người chiến thắng này. Is dreamer là một người hay mơ. Dreamer who never gives up. Okay. Người chiến thắng này. Người chiến thắng đó. Người chiến thắng là người mộng mơ và không bao giờ từ bỏ. Người chiến thắng này. Is, các bạn nhớ nhá, âm này âm Z này, is, z, các bạn này. Nhắc lại thôi này, is. Lỗi này phải 98% người học tiếng Anh ở Việt Nam sai. Is, cái là. Các bạn toàn nói is, no, is là người mơ, người dám mơ mộng, người mơ, người mà ngu là ai ấy, người mà này không bao giờ từ bỏ. Gives up là từ bỏ các bạn nhá, gives up là từ bỏ. Đấy các bạn, thực sự hôm nay các bạn cam kết thì các bạn sẽ không bao giờ từ bỏ nữa, never gives up. Hey, please comment, các bạn comment đi. Never gives up, các bạn comment đi nào. Never gives up, không mơ từ bỏ đi. Never, đừng mơ từ bỏ nữa. Từ hôm nay trở đi hãy hứa với bản thân đi nào. Hứa với bản thân là đừng mơ từ bỏ nữa. Hãy đi tới cùng của con đường. Okay. Go all the way. Hãy đi tới tận cùng nào. Từ bỏ sẽ không bao giờ chiến thắng được. Winners never quit and quitters never win.
Những người thành công sẽ không bao giờ từ bỏ và những người từ bỏ sẽ không bao giờ thành công. Các bạn ơi, never give up. Đúng rồi. Ok, thank you. Và mình sẽ nghỉ giải lao khoảng 3 phút các bạn nhé. Take a 3 minutes break, ok? Rồi sau đây mình sẽ học tất cả những vật dụng trong nhà bằng tiếng Anh. Ok. Bạn Lê, anh Lê Văn Thương ơi, hôm nay là cái lớp mình hơi đông nhá. Hôm nay anh vào cái lớp chuyên sâu của em ấy. Anh Thương đã đăng ký lớp chuyên sâu thì hôm sau thì là Tùng sẽ sửa chi tiết cho. Còn các bạn hôm nay thì là lớp mình hơi đông ấy nên là Tùng không sửa chi tiết được đâu anh Thương nhá. Ok. Rồi ok. Anh Lê Văn Thương nhá. Anh hiểu chưa? Anh em Thương đã đăng ký khóa rồi, ok. Hôm sau mà vào cái khóa chuyên sâu của mình ít người rất là nhiều, Tùng sẽ sửa sâu cho. Tùng sẽ sửa rất là sâu cho các bạn. Ok. Break, bạn comment này, break là giải lao này. Còn ở nguyên trong phòng nhá và 3 phút mình quay lại. Break 2 minutes. Giải lao 2 phút các bạn nhá, quay lại vào lúc 9:30. Bài các bạn 9:30 quay lại các bạn nhá. Còn uống nước đi nào, uống nước đi. Drink water, open the door, turn on the off the light. Các bạn bật đèn lên đi. Tập bật đèn mình nói câu đấy đi. Các bạn đồng ý không? I agree, các bạn comment này. I agree nếu các bạn đồng ý không? Ok, nhanh lên, để lao nha. 3 phút bắt đầu. Let's begin. Ok, welcome back everyone. Chào các bạn quay trở lại nha. Welcome back everyone. Welcome back. Ok, welcome back. And please stand up. Các bạn đứng dậy đi nào. Stand up. Đứng dậy đi các bạn ơi. Stand up. Đứng dậy đi nào. Các bạn bật cam đây nha. Bật cam này đứng dậy đi. Stand up. Turn your cameras. Ok. Good. Bây giờ các bạn sẽ tập âm R nha. Âm R. Thôi, walk thế này. Đáp viên nào. Walk. Walk. I walk. Tôi sẽ đi bộ các bạn nhé. I walk, ok. I W các bạn ơi. I walk. Các
anh chị các bạn nhá, anh chị các bạn thêm đọc thêm nào. I walk, I walk. Tôi đi bộ đây. I walk. Đi bộ đây nào các bạn ơi. I walk. Đi bộ đây các bạn ơi, để mình tập thể dục nào. Bạn Thiên Thiện Nhân nhá, Thiện Nhân làm đi, Thiện Nhân ơi. Nguyễn Bá Nhật Cường nào, làm đi. Ok, I walk. Đáp đi nhá. Walk. I walk. Đúng rồi. Tôi đi bộ tới, tôi đi bộ tới bãi biển nào. I walk to the beach. Đó là vậy. I walk to the beach. Ok, good. Good, keep going. Beach là bãi biển. Good. Tiếp tục với các bạn ơi. I walk to the mountain. Tôi đi bộ tới núi các bạn nha. I walk to the mountain. Ok, các bạn làm đi, nhanh lên. Tiếp theo mình chạy các bạn nha. I run. Tôi chạy nào. I run. Các bạn chạy đi, các bạn ơi. Chạy đi, các bạn bật mic, bật cam lên nào. Các bạn làm thế này. I run. Ok, đầu tiên nha. I run to the bathroom. Tôi chạy tới phòng tắm nào. Đấy, hàng ngày mình sẽ làm những hành động này và mình nói tiếng Anh các bạn nhá. I run to the bathroom. Ok, good. Keep going. I run around. Các bạn làm như thế nào? Around là vòng quanh, xung quanh. Around Việt Nam. Tôi chạy vòng quanh Việt Nam. Ok, good. I run. Các bạn chạy theo thầy nhá. Around Phú Quốc Island. Thế chạy vòng quanh Phú Quốc 42 km các bạn ạ. Thầy giành huy chương marathon. Ok, keep going. Tiếp tục các bạn nhá. Tiếp tục, keep going. Ok, awesome. Good. I run to the mountain. Tôi chạy tới đỉnh núi nào. Thầy đã từng leo lên đỉnh Phan Xipang các bạn ạ. Ok. Good. Keep going. Awesome. Now clap your hands 5 times. Hãy vỗ tay 5 lần nào. Đếm cho thầy nhá. 1 1 2 3 môi nhận nào. 3 4 F răng trên cắn môi dưới thổi ra. 4 5 S gì nào. 6 7 8 9 and 10. Awesome. Sit down. Các bạn ngồi xuống đi nào. Sit down. Ok, awesome. Tuyệt vời. Ok, let's go. Are you ready? Các bạn comment nếu bạn sẵn sàng. Các bạn comment ready đi nào. Please comment ready. Nếu bạn sẵn sàng học tiếp. Sẵn sàng. If you are ready, please comment ready. Các bạn hãy comment đi. Ready là sẵn sàng đi. Hãy comment đi, nhanh lên. Ready. Ok, let's continue. Mình học tiếp các bạn nha. Right, let's continue. Bây giờ mình sẽ học. Wait a second. Các bạn comment nào. Wait a second là chờ một chút các bạn này. Các bạn comment đi. Wait a second. Thầy lưu cái bản này để thầy gửi cho cả lớp nhé. Học xong thì sẽ gửi lại cho cả lớp. Bản này. Just PC. Còn comment này, các bạn ghi lại từ cái câu đấy nào. Wait a second, nghe chờ một chút nào. Những câu đấy rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày các bạn nhé. Các bạn hãy ghi lại để mình học. Wait a second, các bạn ghi lại đi. Ok, wait a second. Đây rồi. Day 1. Hôm nay là 13 tháng 9 rồi. Để này gửi, tí nữa xong rồi gửi cho các bạn. Ok, awesome, tuyệt vời. Wait a second là chờ một chút các bạn nhé. Wait, các bạn đọc lại thôi nào. Wait a second. Okay, đúng rồi. Đây, thầy mời một số học viên lớp chuyên sâu của thầy nhé. Đọc là khác ngay các bạn ạ. Ok, wait a second. Đây, English Mastery. Các bạn đọc sẽ rất tốt. Các bạn ơi, đọc theo thầy nhé. Wait a second. Wait a second. W rồi. Wait a second. Wait a second. S thổi ra các bạn ơi. Second. Second. One more time. Wait a second.
Wait a second. Second. Awesome. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Thanks. Ok, let's begin. Mình học lại những cái từ rất là phổ biến để trong cuộc sống hàng ngày các bạn nhé. Và trước khi học nhé, thầy muốn các bạn hành động nhé. Các bạn lấy một cái giấy ra. Cái giấy lúc nãy ấy, các bạn viết những cái lý do nhé. Những lý do mà các bạn học không tốt tiếng Anh ấy, các bạn hãy xé đi. Nào, try it down. Các bạn hãy xé đi nào. Các bạn phải tin là mình sẽ giỏi tiếng Anh. Các bạn comment này, I believe. Hãy comment này nào, I believe, tôi tin. Các bạn thực sự là tin ấy. Thì bạn tin gọn mới làm được. Hãy vứt hết mọi lý do đi. No excuses. Không có. Các bạn chọn một trong hai thôi. Reasons or reason. Một trong hai chữ R. Reasons. Lý do or reason. Các bạn chọn lý do hay là kết quả. Các bạn thích chọn cái nào. Bạn có những cái lý do này. Các bạn có chọn lý do không? Hay là mình chọn kết quả là mình giỏi đấy. Các bạn xé hết lý do nào. No excuses, ok. Take it down, các bạn xé đi. Take it down all. Take it down, ok. Take it down, các bạn xé đi, xé hết mọi lý do đi, ok. Take it down, result, các bạn comment đi. Result, nếu các bạn thích chọn kết quả là mình giỏi thì anh đi. Ok, throw it away, ok. It's bullshit. Tất cả những lý do như vậy, rất là vớ vẩn luôn. Cực kỳ nhảm nhí, cực kỳ vớ vẩn. Các bạn phải tin là mình làm được đó. Các bạn có tin là các bạn dùng cả cuộc đời, các bạn nghĩ là những lý do đấy sẽ không bao giờ tiến bộ được. Never. Never. Các bạn comment in result. Các bạn comment in result. Tôi chọn kết quả. Các bạn phải là người chọn kết quả. You must choose the result. Các bạn phải chọn kết quả. Các bạn phải hành động. Comment in. Just do it. Làm đi. Đừng có nghĩ nhiều. Làm đi. Just do it. Thì nó sẽ có kết quả các bạn ơi. Comment in. Just do it. Làm đi. Làm đi. Just do it. Please comment. Just do it. Hay làm đi. Just do it. Làm thì có kết quả, còn không làm thì chịu. Không có kết quả được. Đầu tiên các bạn phải tin vào bản thân đó. You have to believe yourself. You can be really good at English. Đúng rồi, phải làm. Làm mới ra kết quả các bạn ạ. Ok, let's go. Đây, mình học luôn. Đây những cái từ vựng nhá. Các bạn ai cam kết nào? Ngày mai các bạn sẽ phải dán tất cả những vật dụng trong nhà các bạn nhé. Tất cả những cái vật dụng trong nhà thì các bạn sẽ phải dán bằng tiếng Anh. Các bạn hiểu không? Tất cả vật dụng trong nhà các bạn phải dán lại bằng tiếng Anh. Thầy bật cái bộ từ cho các bạn nhé. English Mastery Take 1. Ok, here we are. Đây rồi. Đấy, các bạn này ai cam kết nào? Ngày mai mình sẽ mua giấy dán, giấy nhớ này các bạn này. Mình sẽ mua cái giấy nhớ ấy. Hoặc là băng dán giấy các bạn ạ. Băng dán giấy các bạn nhé. Giấy nhớ hoặc là băng dán giấy. Để mình dán. Giấy nhớ này các bạn hiểu không? Giấy nhớ này. Đây, thầy sẽ cho các bạn xem này. Đây, giống hoặc là băng dán giấy như kiểu thầy này. Thầy dán tất cả vật dụng bằng tiếng Anh. Như băng dán giấy như kiểu này này. Đây, bạn hiểu không? Băng dán giấy này, mình sẽ dán. Chẳng hạn như là mình dán này. Là face chẳng hạn, là khuôn mặt chẳng hạn. Face, mình sẽ dán như này. Và tất cả những vật dụng mà thầy hướng dẫn hôm nay các bạn sẽ dán ở quanh nhà. Các bạn hiểu không? Các bạn comment là I commit đi nào. Please comment I commit. Mình phải dán tất cả vật dụng. Mình dán hết tiếng Anh. Và mình có cái sticky notes, ok. Đây. Các bạn hiểu không nhỉ? Các bạn hiểu chưa? Comment là got it đi xem nào. Please comment got it. Hay comment đi. Got it. Các bạn đã hiểu. Đúng rồi. Got it. Hay comment đi. Got it. Các bạn đã hiểu chưa? Ok. First one. Mình học từ đầu tiên. Phone cable. Là dây sạc điện thoại các bạn nhé. Các bạn dán nó dây sạc điện thoại. Phone cable. Phone là sorry, xin lỗi. Phone là điện thoại. Cable là cáp các bạn ạ. Cáp nhé. Cáp là cable. Cable. Các bạn đọc lại xem. Phone cable. F nào. Răng trên cắn môi dưới thổi ra. F nhá, răng trên cắn môi dưới thổi ra các bạn nhá. Rule number 5, ok. Âm F này. Răng trên cắn môi dưới và thổi hơi ra các bạn nhá, và thổi hơi ra.
Ok, F răng trên này, cắn môi dưới, thổi ra. Các bạn có lớp 7. Phone cable. Phone cable. Phone cable. Ok. Răng trên cắn môi dưới, thổi ra các bạn ạ. Phone cable. Là dây cáp điện thoại, dây sạc điện thoại các bạn ạ. Next one. Jacket. Là áo khoác nha. Ngày mai này dán ngay áo khoác. Dán cái tủ quần áo này, jacket. Ai mà cần bộ này thì gửi cho mày in luôn cũng được. Gửi mà in cho mà tập viết các bạn ơi. Ai thích cái bộ này hay comment I really want đây nào. Thầy sẽ cho. I really want. Ai thích không? Thầy cho. Comment đi. Nếu bạn thực sự thích nhá thì thầy cho. Thầy phải trả trợ lý thầy làm rất là nhiều tiền, mất rất là nhiều tiền để làm những cái này các bạn nhá. Không phải là tự sẵn có đâu. I really want. Tôi rất muốn à. Chỉ những người thực sự muốn mới nhận được thôi. I really want. Okay. Thực sự muốn. Nếu bạn thực sự ấy thì sẽ nhận được. Ngọn không chưa muốn thực sự thì ngọn không có duyên với thầy kiếp này rồi. Ok. Ok, I really want, đúng rồi. Jacket là áo khoác các bạn nha. Đấy, khi các mình thực sự muốn cái gì thì mình sẽ đạt được. Khi mình phải đạt được thì mình sẽ đạt được. Áo khoác các bạn nha. Cả lớp 7. Jacket. Em bọn jacket là áo khoác nào. Okay, next one. Tiếp theo. Cotton bud. Là tăm bông, bông ngoài tai các bạn nhé, bông ngoài tai. Em on, cotton bud, cotton bud. Ok, cotton bud là bông ngoài tai. Em on, cotton bud, mình ghi nhá, chút nữa thầy sẽ cho đọc lại, các bạn yên tâm. Don't worry, ok. Next one, power bank, power bank. Là sạc dự phòng. Từ rất là phổ biến lắm các bạn nha. Các bạn này. Power. Âm P nó hai môi mím lại bật hơi ra. Power bank. Power bank. Là sạc dự phòng. Power là năng lượng các bạn nha. Bank là ngân hàng. Bank là ngân hàng. Bank là ngân hàng các bạn nha. Power là năng lượng. Bank là ngân hàng. Ok, cả lớp 7. Power bank. Ok, again. Next one, một từ nữa là mình sẽ thầy sẽ hướng dẫn cả lớp đọc. Cả lớp cứ nhắc lại cho thầy đi. Thì sẽ chắc chắn sẽ chuẩn rất là nhiều. Remote control. Remote. Remote. Control. Remote là từ xa các bạn nhé. Remote là từ xa. Điều khiển từ xa ấy. Remote là từ xa này. Điều khiển. Remote nghĩa là xa xôi hẻo lánh hoặc là từ xa. Remote là ở xa các bạn nhá. Hoặc là xa xôi hẻo lánh. Remote area chẳng hạn. Okay, remote control. Okay, các lớp này đọc lại theo thầy nhá. Remote control. L uốn lên nào. Control. Awesome. Ai đã ghi xong nhỉ? Ai ghi xong hay comment là done đây nào? Please comment done nếu các bạn đã ghi xong nào. Hay comment là done đi. Please comment done. Đã xong. Comment đi. Nhưng ai đã xong rồi. Còn phải ghi bài nhá. Please write down. Please comment done. Hay comment done đi. Done. Ok, perfect. Ok, awesome. Tuyệt vời. Now, drink water. Các bạn uống nước đi nào. Drink. Water, drink water, uống nước đi nhé. Ok, perfect. Nước dừa rất là ngọt các bạn ạ. Really, really sweet. Thầy xin mời một số bạn đọc các bạn nhé. Ok. Đây, mình xin mời một số bạn đọc nào. Repeat after me. Repeat, ok các bạn đọc đi. Phone cable. Phone cable. Phone cable. Okay, cả lớp đọc đồng thanh nào. Phone cable. Phone cable. Cable. Okay, good. Okay, good. Next one, tiếp theo nào. I really want. I really want. Okay, next one. Jacket. Jacket. Wait, MJ nào. Jacket. Jacket. MJ nặng một chút nữa. Cả lớp này nặng một chút nào. Jacket.
Okay, good, next one. Cotton bud. Cotton bud. Chữ N lớp phải ngăn ở mũi nào. Cotton bud. Cotton bud. Okay, next one. Pino. Power bank. Power bank. Lớp nhắc lại theo nhau. Everyone repeat. Pino bật hơn ạ. Power bank. Power bank. Next one. Power bank. Remote control. Remote control. No, lên. Control. Control. Okay. Thank you very much. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, good. Thank you. Wait, tiếp tục các bạn ơi. Continue. Next one. Laptop. Okay, từ này rất là phổ biến đúng không? Dán lên laptop nào. Laptop. Là máy tính sách tay. Chữ L uốn lên. Các bạn nhớ không? Laptop. Okay. Laptop. Ai hiểu nhỉ? Ai hiểu chữ L khi phát âm mình phải uốn lên lên các bạn ơi. Ai hiểu nhỉ? Hay comment con đi nào. Bạn hiểu không? Đã hiểu. Phải nhắc đi các bạn rất nhiều lần cho bạn hiểu đấy. Comment con đi nào. Laptop. Okay. Drink water. Wow, very good. Nước rất là ngọt, laptop. À, máy tính, sách tay. Nó xuất phát từ những cái từ rất đơn giản, ghép lại thôi. Lap là đùi các bạn, lap là đùi này. Lap là cái đùi ấy, top là trên. Để trên đùi gọi là laptop, đấy. Xuất phát từ những cái từ tiếng Anh nó hay ghép kiểu như vậy. Các bạn học nhiều với thầy, thầy sẽ chia sẻ những cái rất là dễ nhớ, laptop. Nên ghép lại như vậy. Ok, next one, tiếp theo. Charger, cái này kiểu gì hàng ngày trả dùng đúng không? Cả lớp này. Charger. Bạn ghi bài đi nào, write down. Là cái sạc. Hello bạn. Charger. Charger. Ok, sạc. Hello bạn nha. Charger. Ok, next one. Lamp. Là cái đèn, đèn bàn các bạn. Ok, everyone. Lamp. Lâu lên nào. Lamp. Bi hai môi mím lại, bật hơi ra. Lamp. Everyone. Lamp. Là đèn bàn các bạn nhá. Đấy thì khi các bạn biết những từ này, when you know those words, and every day, you go around your house, you say everything in English, you see everything in English. Các bạn thấy tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh. Đấy, các bạn đọc tiếng Anh thì các bạn có phải giỏi tiếng Anh không? Các bạn, ai tin là nếu như hàng ngày mình đi quanh nhà mình nói tiếng Anh, mình thấy vật dụng nào mình cũng nói tiếng Anh thì chắc chắn mình sẽ giỏi tiếng Anh nào. Các bạn hãy comment I believe đi. Tôi tin đi nào. Hãy comment I believe. Tôi tin đi. Hãy comment đi. I believe. Các bạn thực sự tin là ngày nào mình sẽ nói tiếng Anh thì chắc chắn mình sẽ giỏi tiếng Anh nào. Các bạn comment đi. Đầu tiên các bạn phải tin đã. I believe. First you have to believe in yourself. Okay. Đầu tiên các bạn phải tin bản thân đã. Ok, next one. Tiếp theo các bạn ơi. Next. Box là cái hộp. Box. 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 Ok. Âm cây là k. N là s. Box. Các bạn nhớ này. Âm xì nó sẽ bằng âm cây cộng âm s. Xì nó sẽ bằng cây cộng với s. Plus s. Ok. Âm cây là k. Xì là s. Box. Box. Ok. Các bạn hiểu chưa? Các bạn thấy thầy dạy rất là dễ hiểu nhỉ? Các bạn comment easy nào. Các bạn thấy thầy dạy dễ hiểu không? Easy, rất là dễ hiểu. Các bạn thấy thầy dạy rất là dễ nào. Easy, các bạn comment này. Easy. Đúng không? Nói chung là phải học, phải hiểu thực sự là chuyên sâu các bạn. Các bạn thì mới dạy dễ hiểu được. Easy. Rồi. Thầy dạy cho các bạn rất mọi thứ rất là dễ hiểu cho các bạn thông được. Ok, next one, tiếp theo. Và rất là dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày luôn. Next one. Chopsticks, ok. CH nha. Chopsticks, ok. Là đôi đũa các bạn ạ. Ok. Là đôi đũa. Đó này. Chopsticks. CH này. Chopsticks. Là đôi đũa. Chopsticks.
Ok. Next one. Tiếp theo các bạn ơi. Next. Không, ai dùng đũa hàng ngày đâu. Đấy, mình dùng đũa hàng ngày. Không, bao nhiêu năm rồi mình dùng đũa. Mình không chịu nói là chopsticks đúng không? Chỉ từ hôm nay thôi. Các bạn thay đổi. Các bạn thấy bất cứ cái gì trong cuộc sống hàng ngày các bạn nói tiếng Anh. Các bạn comment đi. Change. Bây giờ phải đến thời điểm phải thay đổi rồi. Change. Thay đổi. Please comment change. Hãy comment đi nào. Change. Là thay đổi. Change. Thay đổi thì mới thành công được. Time to change. Đúng rồi. Đến thời gian này mình thay đổi các bạn ạ. Time to change. Mình học những kiểu cũ ấy. Học cả mấy chục năm nữa không tiến bộ đâu. Thầy tin, thầy chắc chắn là như vậy luôn. I drink coconut juice. Ok. Change. Đúng rồi. Thay đổi. Next one. Oh, mình khởi động một chút các bạn nhé. Vươn vai một chút nào. Everyone, turn on your cameras, ok? Hands up, các bạn, Glover, hands up, cho tay lên nào. Hands up, Glover, mời bạn Bảo Linh nào, Bảo Linh cho tay lên, ok? Left, trái nào, L uống lên. Left, chữ R mua nhận ra nào. Right, ok, back, front, về phía trước nào. Front, good. Next one. Left, right, back, front. Okay, good. One last time, một lần cuối cùng các bạn ơi. Left, right, back, front. Awesome. One last time, một lần cuối cùng nào. Một lần nữa. Left, right, back, front. One more time, các bạn ơi. One more time, một lần nữa. Left, right, back, front. Bạn Hải buôn mê thuật ơi, bạn Hải làm đi. Left, right, back, front. Awesome, thank you. Clap your hands, 5 times. Các bạn vỗ tay 5 lần nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Awesome. Thank you very much. Okay. Rồi, tiếp tục học các bạn nha. Các bạn hãy nói ra là I'm ready. Các bạn comment đi. I'm ready. Đọc dài ra. I'm ready. Các bạn sẵn sàng chưa? I'm ready. Các bạn comment đi. I'm ready. Sẵn sàng chưa để mình học tiếp nào? Let's go. Okay, let's go. I'm ready. Next one. Tiếp theo các bạn này. Blanket là chăn. Blanket là chăn các bạn nhé. Chăn. Lâu rồi. Repeat. Blanket. Blanket. L phải uốn lên đây nhé. Blanket. Blanket là cái chăn. Blanket là chăn các bạn nhé. Chăn. Blanket. Chăn. Ok, next one. Pillow. Cái rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày luôn. Bạn phải cam kết thực sự. You have to commit. That you have to do it. You have to say everything in English. Còn phải dán tất cả mọi thứ nhé. Pillow là gối. Ok các bạn ơi. Pillow. 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 Đúng rồi. Gối. Em xin mời một số bạn đọc theo cả lớp nhé. Bạn đọc đi. Bạn đọc đi nào. Repeat. Bạn đọc đi nhé. Okay, repeat after me. Con được bật mic đọc đi. Ơi, laptop các bạn ơi. Laptop. 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 Next one. Say hand on. Charger. Charger. Next one, learn on. Lamp. Lamp. Okay, L. Lamp. Lamp. Con ơi, đọc đi. Lick. Lamp. Next one. I believe. 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 Next one. Box. I believe. Box. Box. I'm okay, you imagine. Box. 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 Okay, good. Next one. Say hi. Chopsticks. Hello, bye. Chopstick. 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 Okay, awesome. Next one.
Change. Say change. 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 I don't change. Good. Next one. Blanket. 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 Okay, next one. Next one. Pillow. Pillow. Okay, pillow. 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 Bật hơi ra, bật hơi các bạn, bật hơi ra một chút nữa. Pillow. 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 Okay, đúng rồi. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Welcome. Okay, you're welcome. Welcome. Okay, thank you. Okay, again. Okay, next one. Toothpick. Là tăm xỉa răng các bạn nhé. Tăm. Cái tăm nhé, tăm xỉa răng. Tăm, cái tăm. Cái tăm này cho nó dễ hiểu. Các bạn ơi. Toothpick. Bạn có thể hiểu là tooth là răng này. Tooth là một cái răng. Pick. Là nhặt, chọn nhặt đấy, nhặt đấy. Nhặt, pick. Là chọn này. Hoặc là nhặt các bạn nhé, nhặt. Hoặc là chọn, pick. Như là chọn hoặc nhặt các bạn nhé. Pick. Như là chọn hoặc là nhặt. Pick. Ok. Awesome. À, trước khi mình học tiếp các bạn nhé. Trước khi mình học tiếp ấy, thì thầy có một cái, thầy xin giới thiệu một chút về cái lớp học nhé. Thầy có một cái lớp học chuyên sâu hơn nhé. Thực sự là một số bạn có thể gắn bó với thầy hôm nay hoặc ngày mai nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn mà muốn thực sự muốn gắn bó với thầy lâu hơn nữa ấy, thì mình đồng hành với nhau 8 tháng. Thì các bạn bây giờ các bạn nhắn tin với thầy nhé. Cho thầy qua số là 0933 733031 đi. Không chút nữa thầy lại quên mất. 0933 733031 nhé. Hay nhắn tin là I really want. Các bạn nhắn tin Zalo các bạn nhé. Các bạn chỉ dành cho các bạn thực sự muốn nhé. Thực sự muốn đồng hành với thầy 8 tháng. Và đội ngũ cộng sự của thầy 8 tháng các bạn nhé. Mình đồng hành 8 tháng. Các bạn nhắn tin cho thầy qua số Zalo nhé. Thầy các bạn nhắn tin cho thầy khoảng 2 phút nhé, rồi mình học tiếp. Ok. Qua số Zalo là 0933 733031 là I really want. Cái lớp chuyên sâu này có phí các bạn nhé. Có phí nhưng khoản phí rất là nhỏ thôi. Rất là nhỏ để mình học với nhau 8 tháng. I really want. Các bạn hãy nhắn tin cho thầy qua số Zalo là 0933 733031 ngay bây giờ nhé. Nào. Nếu các bạn thực sự mong muốn học chuyên sâu với thầy nhé. I really want. Còn bạn nào mà không muốn, chỉ cần học 2 ngày thôi cũng được. Thì không sao. Bạn mình vẫn sẽ học tiếp với nhau. Nhưng các bạn mà thực sự muốn giỏi tiếng Anh, thực sự nói tiếng Anh trôi chảy ấy, thì các bạn chắc chắn các bạn phải nhắn cho thầy là I really want. Và thầy cũng thu, hôm nay thầy thu khoản phí rất là ít, rất là nhỏ thôi cho các bạn đồng hành với thầy 8 tháng. Và đội ngũ của thầy sẽ coaching một kèm một cho các bạn nữa. Đây. Các bạn nhắn tin đấy nhá. I really want. Nếu các bạn thực sự muốn. Nhắn tin này, I really want, đúng không ạ? Bạn kia này. Nhanh lên, nhanh lên. Mình có 1 phút nữa nha. One more minute để mình học tiếp nào. Còn có 1 phút để các bạn nhắn. You have 1 minute to leave me a message. Khóa học chuyên sâu 8 tháng này có phí nha, không phải miễn phí đâu. Còn ai thích học miễn phí thì cứ học hôm nay ngày mai. Còn những ai thực sự cam kết là muốn nói với anh trôi chảy thì hãy nhắn tin là I really want, đúng rồi. Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký cực kỳ nhỏ, phí cực kỳ rẻ luôn các bạn. Okay, I really want. Các bạn comment cả số điện thoại của các bạn nữa nhá. Okay, give me your phone number. Các bạn comment là I really want và thêm số điện thoại nữa. Bạn Phương này, bạn Thành Đàn này, bạn Nguyễn Thao này, anh Nguyễn Thảo này, bạn Huỳnh Trang này, bạn Kiên này, tuyệt vời. Ok. Mình có 30 giây nữa, 30 more seconds, các bạn nhanh lên. Số Zalo là gì ạ? 0933 733031. Các bạn nhắn tin ngay bây giờ đi. Nào. Nhanh lên, cả lớp cùng học nào. Quick, quick. Ok, các bạn nhắn tin qua Zalo nhá. Zalo nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Quick, quick, quick. Người nhắn tin là I really want. Và nhắn tin cả số điện thoại. I really want. Nhắn tin nhanh lên. Ok. I really want. Các bạn ơi. Hôm nay lớp mình sẽ học đến 11 giờ các bạn nhá. 11 giờ cơ. Ok. Nhanh lên, quick, quick, quick. Ok, Vũ Xuyến này. Ok, nhanh lên. Còn 15 giây nữa, 15 more seconds. Các bạn nhanh lên, quick. 0933 733031 nhá. 0933 733031 các bạn ạ. Ok, nhanh lên, quick. Số Zalo của thầy nhá, 0933 đây. 0933 733031 nha, nhanh lên. Ok. Zero, cả lớp đọc theo thầy nào. Zero. Mình học luôn. Nine.
Three các bạn phải có chữ R nhé, các bạn phải mô nhận ra nào. Three này, thầy luôn nhắc các bạn chữ R này. Three. S nhá. Seven. S hai răng cắn lại, thổi ra. Seven. Ok, seven. Ok. Good. Three. Tiếp theo three nào. Three. Tiếp theo zero là không mà. Z giống mạng. Zero. Zero, các bạn nhớ không? Chữ R mô nhận ra. Zero. Đấy, chữ R. Bạn mô nhận ra các bạn ạ. R mô nhận ra các bạn nhá. Để thầy bôi cho các bạn này. Zero. Zero. Ok. One. One phiên âm là W nhá. Phải one. Các bạn rõ chưa? Bạn nhắn tin như nào? 5 giây nữa nào. 5 more seconds. Đấy, rất nhiều bạn nhắn tin cho thầy rồi. Ok, tuyệt vời. Bạn Xuyến này, bạn Kiên, Nguyễn Thảo, Phương Nguyên, Thành Đạt. Ok, rồi. Học tiếp các bạn nha. Continue. Bạn chụp ảnh lại đi, nếu các bạn chưa kịp nhắn các bạn chụp ảnh lại đi nha. Ok, take a picture, ok. Ok, next one, tiếp theo. Towel. Napkin này, towel. Mày học từ napkin nhỉ? Chưa đúng không? Toothpick, đúng không? Thầy sẽ comment cái, thầy sẽ gửi cho bạn số Zalo trên nhóm luôn. Ok, let's keep going. Đấy nha, các bạn cứ copy lại đi. Các bạn muốn hỏi thầy bất cứ gì các bạn cứ nhắn tin vào Zalo đấy, thầy sẽ giải đáp cho. Ok, let's go. Các bạn comment ạ. Wait a second. Ok rồi, vừa rồi. Tiếp theo nha. Napkin là khăn giấy các bạn nha, hoặc là khăn ăn. Napkin. Ok, napkin các bạn ơi, napkin. Là khăn ăn, khăn giấy hoặc là khăn ăn này. Khăn giấy này. Hoặc là khăn ăn các bạn nhé. Các bạn ơi. Napkin. Chữ N nào. Napkin. Napkin là khăn giấy hoặc là khăn ăn. Napkin. Next one. Towel. Là khăn tắm. Các bạn ơi. Towel. Towel. Là khăn tắm này. Next one, towel, một lần nữa, towel. Okay, please write down, các bạn cứ viết đi, chút nữa thầy sẽ dừng cho bạn đọc. Ok, paper towel, paper towel, là giấy vệ sinh các bạn nhé, giấy vệ sinh, hello bạn, paper towel. Ok, one more time, một lần nữa, paper towel, paper towel. Ok, ai hay phải dùng paper towel hàng ngày nhỉ? Ai hay phải dùng, các bạn comment đi. Ok, các bạn sử dụng đây, use, ai phải sử dụng đây, sử dụng nào. Còn ai phải sử dụng paper towel hàng ngày, các bạn comment đây. Use. Ok, use là sử dụng nhé. Use, I use paper towel, tôi sử dụng cái giấy vệ sinh. I use paper towel. Ok, I use paper towel, đúng rồi. Thế thì hàng ngày mình dùng, mình sử dụng, mình nói. Ok, I use paper towel. Next one, keys. Đúng rồi, lúc nãy học rồi đúng không? Keys. Ok, I turn on air conditioner. Thầy phải bật điều khiển, bật điều hòa nữa các bạn nhé. Bật thì lạnh mà không bật thì nóng, rất là buồn cười. Ok, so funny. Next one, keys là chìa khóa này. Keys là chìa khóa. Ok, các bạn ơi. Keys. Ok, keys là những chìa khóa các bạn nhé. Những chìa khóa này. Messi. Những chìa khóa. Những chìa khóa các bạn. Keys. Ok, everyone. Ok nào. Keys. Keys. Next one. Keychain. Keychain. Chain, ok, keychain là móc treo chìa khóa. Keychain, móc treo chìa khóa. Alright, các lớp ơi, repeat after me. Keychain. Good. Ai cam kết không? Ai thực sự cam kết là mình phải nói những cái từ này hàng ngày? Please comment I commit. Các lớp comment đi. I commit. Ok, hãy comment đi. I commit. Mình học là mình phải làm. You have to do it. You have to take action, okay? Action.
Các bạn phải hành động nhé, học mà không làm ấy, chịu. Không thể tiến bộ được đâu, action. Các bạn hành động, các bạn nghe theo thầy. Là các bạn gặp những từ này, các bạn phải nói tiếng Anh. Các bạn hiểu không? Action là hành động các bạn. Hãy comment lên nào, action. Gặp bất cứ những cái gì xung quanh là phải nói tiếng hết. Nếu không biết thì hỏi thầy. If you don't know, you write it down and you ask me. Okay. Drink water, uống nước nào. Đúng rồi, action, hành động. Cam kết hành động, chắc chắn mình sẽ thay đổi. Action. Ok, tuyệt vời. Ok, gần next one, tiếp theo. Drink water, đúng rồi. Slippery, đấy các bạn dán ngay trong phòng tắm. Slippery là trơn trượt. Mà thầy học cái này nhé, ở trong siêu thị Big C ấy, người ta để một cái bảng màu vàng ấy, slippery. Các bạn ai mà đã từng thấy nhé, đã từng thấy thì comment là so này. So đi, tôi đã thấy nào, đã thấy. Ai đã thấy cái biển báo màu vàng vàng ấy mà người ta lau chùi xong người ta thường đặt ấy. Trên đó nó có từ là gì? Slippery. Nhưng mà hôm sau mình để ý hơn nhé, slippery. Còn thấy chưa? Còn ai đã thấy nào? Hay comment là so đây nào. So đúng rồi. Nhật Minh thấy rồi này. Thông Thái thấy rồi, ok, good. Tuyệt vời. Thật ra vui lớp mình tương tác rất là tốt nhá. Slippery. Là trơn trượt các bạn, trơn trượt. Đó vậy. I see nào. Slippery. Everyone. I see hai răng cắn lại thôi ra nào. Slippery. Slippery. Là trơn trượt các bạn nhá. Slippery là trơn trượt. Ok, gần thầy xin mời một số bạn đọc cho cả lớp nha. So please read it, ok. Thầy xin mời một số bạn đọc. Bạn nào được bật mic các bạn đọc nhá. Repeat after me. Ok, repeat. Ok, repeat. All right. First one. Napkin. Chứ nào là cả lớp đọc theo nào. Hơi mũi giòn. Napkin. 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 Okay, good, next one. Towel. Towel. Good, next one. Paper towel. Paper towel. Paper towel. Okay, chữ P nhá, chữ P các bạn đọc bật hơi một chút. Paper towel. Paper towel. Paper towel. Okay, good, next one. Use. Use. Okay, good, next one. Keys. Keys. Next one. Keychain. Keychain. Say hello. Keychain. 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 Okay. Good. Next one. Action. Action. Okay. Chữ N các bạn ngắt được mũi nào? Action. Action. Okay. Action. Okay. Good. Next one. Saw. 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 Okay, S gì nào? Saw. 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 Tiếp theo nào? Next one. Slippery. Slippery. Actually, no. Slippery. Slippery. Okay, good. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Okay, good. Welcome. Okay, awesome. Slippery. You're welcome. Good. Các bạn ai thấy mình đã tiến bộ hơn à? Từ cái đầu buổi đến bây giờ mình tiến bộ hơn. Các bạn comment better này, tốt hơn đi. Ai thấy mình tốt hơn không? Các bạn comment đi. Better. Better. Okay, các bạn thấy mình tốt hơn không? Hãy comment đi. Please comment better. Okay, tốt hơn. Ai đã thấy mình tốt hơn nhỉ? Các bạn comment đi. Better. Okay. Better. Đúng rồi. Tuyệt vời. Next one. Tiếp theo các bạn nhé. Kitchen cupboard. Okay. Kitchen là bếp các bạn nhé. Mình học từ này nữa. Mình dán phòng bếp là diện kitchen các bạn nhé. Kitchen. Là bếp các bạn ạ. Bếp này. Còn kitchen cupboard là tủ bếp. Kitchen. Kitchen cupboard, ok. Kitchen, các bạn ghi bài nào, please write down. Kitchen cupboard. Là tủ bếp các bạn nha. Ok, everyone. Kitchen cupboard. Ok. Kitchen cupboard. Ok, good. Next one, tiếp theo. Fridge. Là tủ lạnh. Mình khi mình thấy tủ lạnh nhá, mình dán vào tủ lạnh ấy. Mỗi lần mình mở cửa thì I open the fridge, ok? Hoặc là fridge, đọc là fridge nhá. Là tủ lạnh. Các bạn ơi. F này. Upper teeth bite your lower lip and blow air out. Răng trên cắn môi dưới thổi ra nào.
fridge. Okay. Good. Next one. Tiếp theo. Washing machine. Okay. Washing machine. Là máy giặt các bạn nhé. Washing machine. Máy giặt. Washing là rửa này. Máy này. Đây là máy giặt các bạn nhé. Washing machine. Các bạn ơi. Washing. Washing machine. Okay. Các bạn ơi. Washing machine. Washing machine. Là máy giặt các bạn nhé. Washing machine. Okay. Next one. Ai ghi xong rồi nhỉ? Các bạn comment đi. Done. Các bạn hãy comment done đi nào. If you are done. Hãy comment done đi. Đã xong. Done. Ai chưa biết cũng comment đi. Học theo các bạn comment đi. Comment cho thầy nó. Done. Okay. Đã xong. Đúng rồi. Tuyệt vời. Done. Okay. Next one. Cup break. Bạn uống nước đi nào. Drink water. Uống nước đi các bạn ơi. Drink water please. Okay. Hãy uống nước các bạn ơi. Drink water. Ok. Keep going các bạn ơi. Tiếp tục nha. Next one. Cup rack. Các bạn ghi bài nha. Cup rack là cái giá. Giá để cốc ấy. Cup rack. Là giá để cốc. Ok, cả lớp này. Cup rack. Lớp này repeat after me. Hãy nhắc lại cho thầy nha. Cup rack là cái giá để cốc nha. Cup rack. Cup rack. Đấy, các bạn cứ nhắc lại cho thầy rất là nhiều. Chắc chắn các bạn sẽ nói cho trả nha. Cup rack. Cái giá để cốc. Next one, tiếp theo. Pen là cái bút. Ok, các bạn ơi. Pen nào. Pen. Pen nào. Pen. Ok, good. Ok, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao khoảng 2 phút các bạn nhé. Take a break. Các bạn comment đi. Break. Và giải lao các bạn comment nhé. Nhớ nhé, giải lao nào. 2 phút. Các bạn ơi, break for 2 minutes. Các bạn ơi, comment đi. Break. Đấy, các bạn nhớ là gì ạ? Mình sắp hoàn thành rồi, mình không bao giờ từ bỏ nhá. Never give up. Có ai thực sự cam kết nào để thành công thì mình ít nhất là mình phải hoàn thành buổi học. Ok, never give up. Không bao giờ từ bỏ, các bạn comment đi. Never give up. Hãy bỏ cái thói quen từ bỏ từ trước đây đi. Mình hoàn thành, mình học tiếng Anh hàng ngày, mỗi ngày tiến bộ một chút. Không bao giờ từ bỏ, các bạn comment nào. Never give up. Ok, please comment never give up. 9:16 mình quay lại các bạn nhé. Be back at 10:16, ok. Ok, thank you. Let's go. Và các bạn gì ạ? Các bạn làm tất cả mọi thứ các bạn phải nói tiếng Anh nhá. So talk everything in English. Ok. I open the door, I go to the bathroom, ok. Let's go. Các bạn giải lao đi vệ sinh đi rồi mình quay lại học tiếp.
Hey, welcome back everyone. Okay, please stand up. Cả lớp đứng dậy nha. Everyone, stand up. Now, stand up, okay? Lớp đứng dậy nha. Now. Run, okay? Cả lớp run đây nào. Run, everyone, run. Run, okay? Run, keep going, run. Mình chạy một chút để mình lấy năng lượng, mình học tiếp nào. Everyone, run, okay? Keep running, run, okay? Run, keep going. Mình di chuyển thế nào để mình có năng lượng, mình học tiếp nào. Everyone, run, run, run. Keep going, run, keep running. Các bạn chạy đi, run, okay? Run, keep going. Bạn bật cao lên nào, run, okay? I run. Bạn ơi, I run, I run. Chép rồi mỗi hả? I run to Japan. Các bạn học một số quốc gia luôn. Japan là Nhật Bản, các bạn tưởng tượng đi nào. I run to Japan. Okay, good. Next one. I run to China. Các bạn ơi, China là Trung Quốc các bạn nha. I run to China. Next one. I run to Europe. Europe là châu Âu các bạn nha. I run to Europe. Okay, perfect. I run to America. Các bạn nhắc lại cái này nào. Repeat. America. Okay. Awesome. Keep going. I run around Vietnam. Tôi chạy vòng quanh Việt Nam các bạn nhé. I run around Vietnam. Okay, keep going. Good. Okay, awesome. Now, các bạn đếm ngược nhá. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, perfect. Sit down. Các bạn ngồi xuống đi. Sit down, okay? Let's sit down, okay? Mình ngồi xuống nào. Học tiếp. Bạn comment đi, I'm ready. Nếu bạn sẵn sàng học tiếp nào. Please comment I'm ready. Hay comment I'm ready. Okay. Please comment I'm ready. Bạn sẵn sàng học tiếp chưa? I'm ready. Awesome. Next one, tiếp theo. Bed là cái giường các bạn ạ. Bed. Cái giường. Hello mày. Bed. Âm bi nào. B. B. Bed. Là cái giường. Các bạn nhớ dán vào cái giường nhá. Repeat. Bed. Bed là cái giường. Next one. Tiếp theo các bạn này. Cái ghế nào. Chair. Là cái ghế này. Hello mày. Chair. Okay, good. Next one. Tiếp theo. Chair. Okay. Next one. Table. Table là cái bàn. Cái bàn. Table. 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 Ok, nghĩa là cái bàn các bạn nhé. Table. Next one. Bookshelf. Bookshelf. Ok, là giá sách. Thì nhỏ lại cho các bạn để đọc. Bookshelf. Là giá sách. Hello mày. Book shelf. Book shelf. Ok, giá sách. Book shelf. Ok, good. Next one. Tiếp theo. Backpack. Là cái ba lô. Ok, cảm ơn. Backpack. Backpack. Ok, mình học một từ nữa nhé các bạn nhé. Một học từ nữa. One more word, ok? Và thầy sẽ cho các bạn xem một cái video. Book. À, quyển sách. Ai muốn xem một video rất là hay nào? Để mình học từ vựng luôn. Các bạn comment là I really want đây nào. Hãy comment đi. Please comment I really want. Hãy comment đi. I really want. Còn hãy comment đi. Ok. Please comment I really want. Nếu bạn thực sự muốn nào. Ok. Đúng rồi, chút nữa thầy cho xem nha. Tuyệt kỳ hay luôn. Bây giờ thầy xin mời một số bạn đọc nhé, để thầy sửa cho. Okay. Bạn xem lớp Im English Mastery là những cái bạn đã học chuyên sâu của thầy này. Rất là nhiều. Các bạn sẽ đọc. Ok, mẫu cho bạn nha. Các bạn đọc đi ạ. Hey, repeat after me. Ok, các bạn đọc nha.
Bed. Bed. Okay, next one. Bed. Say hát này. Chair. 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 Table. 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 Good, next one. Table. Bookshelf. 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 S-E-L. Self. Bookshelf. Bookshelf. Next one. Backpack. 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 Good, next one. Book. Book. Awesome, perfect. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Okay. You're welcome. Good. You're welcome. Good. Okay. Hay các bạn hãy comment số 1 nào nếu buổi hôm nay các bạn đã học rất là nhiều kiến thức tuyệt vời từ thầy, các bạn hãy comment số 1 đi. Please comment one. Các bạn học được rất nhiều từ vựng, rất là nhiều kiến thức hay từ thầy. Ok. Nếu ai cảm thấy nhá, cảm thấy thầy chia sẻ rất là nhiệt tình nhá, thì các bạn hãy comment awesome đi. Please comment awesome. Tuyệt vời. Các bạn hãy comment awesome đi nào. Tuyệt vời. Nếu các bạn cảm thấy thầy chia sẻ hết sức nhiệt tình với các bạn. Ok. Please comment awesome. Hãy comment awesome đi. Please comment awesome. Rồi. Ok. Thì ai mà thực sự nhá, ai thực sự muốn thì muốn tham gia một khóa chuyên sâu với thầy nhá. Ai thực sự muốn tham gia một khóa chuyên sâu với thầy ấy, thì các bạn hãy comment đi. Hãy comment là số 6 đi nào. Hãy comment số 6 để thầy chia sẻ các bạn, rất là ngắn thôi. Rất là ngắn về một cái khóa học chuyên sâu để mà giúp các bạn có thể nói tiếng Anh trôi chảy nhá. Đấy. Thì giúp các bạn sau 2 tháng các bạn nói tiếng Anh trôi chảy và thầy đồng hành với các bạn là tận 8 tháng thôi để giúp các bạn nói tiếng Anh trôi chảy được. Đấy. Còn ai mà thực sự muốn nhá, ai thực sự muốn học ấy thì hãy nhắn tin cho thầy qua số Zalo này đi. 0933733031 nhá. Bạn nhắn tin ngay bây giờ cho thầy qua số Zalo nhá. Hãy nhắn tin là I want. Hãy nhắn tin I want đi nào. Ok, hãy nhắn tin đi ngay bây giờ. I really want. Hãy nhắn tin đi. I want hoặc là I really want đi. Hoặc là nhắn tin số điện thoại của các bạn. Rồi ngày mai sẽ thầy sẽ cho trợ lý của thầy liên hệ với các bạn nhé. I want. Bạn nhắn tin ngay bây giờ đi. Now. Now or never. Bây giờ hoặc không bao giờ các bạn nhé. Now or never. Now or never các bạn ơi. Now or never. Số Zalo này các bạn chụp ảnh lại đi ạ. Now or never. Các bạn nhắn tin cho thầy qua số Zalo này đi. Ok. Các bạn ở lại cuối chương trình thầy sẽ tặng quà các bạn nhé. Chắc chắn thầy sẽ có quà tặng rất là tuyệt vời cho các bạn ở lại cuối chương trình. Ok, now or never. Thầy xin phép giới thiệu rất là nhanh về khóa học English Mastery. English Mastery nghĩa là làm chủ tiếng Anh. Thầy sẽ đi cùng với các bạn 56 buổi các bạn nhé. 56 lessons trong vòng 8 tháng các bạn ạ. Thầy và tất cả cộng sự của thầy. Đấy, thì khóa học này thì thầy xin giới thiệu qua một chút. Đấy là khóa học này thì thầy sẽ dạy trực tiếp các bạn là 36 buổi. Trong đó có 18 buổi học của lớp và thầy tặng thêm 18 buổi nữa là 36 buổi các bạn nhé. Và có 8 tháng là mình sẽ đồng hành học với nhau là coaching một kèm một luôn các bạn. Ok. À, và thầy đảm bảo các bạn là chắc chắn lớp học này sẽ tốt hơn so với người nước ngoài. Okay, better than foreigners là tốt hơn người nước ngoài các bạn nhé. Tại vì là sau khoảng 2 tháng là các bạn đã nói tiếng Anh rồi. Tại vì hàng ngày các bạn là nói tiếng Anh hàng ngày luôn. Các bạn ai thực sự tin là nếu như mình nói tiếng Anh hàng ngày thì mình sẽ nói tiếng Anh trôi chảy nào. Các bạn comment I believe nào. Hãy comment I believe. Hãy comment đi. I believe. Tôi tin. Ok. Hãy comment I believe đi. Hãy comment nhanh đi. I believe. Và đây nhá. Đây là những mô đun của khóa học. Là 6 buổi đầu tiên là mô đun thứ nhất. Là mình học 6 buổi để học từ vựng nhá. Và học 3.000 từ vựng thì mình sẽ xuyên suốt trong cả khóa học các bạn nhé. Cả khóa học 8 tháng mình sẽ học 3.000 từ vựng. Để các bạn biết là 1.000 từ vựng là mình đã nói tiếng Anh trôi chảy. Và thầy dạy các bạn 3.000 từ vựng. Để làm bảo các bạn chắc chắn các bạn nói tiếng Anh trôi chảy. Ai thực sự muốn nói tiếng Anh trôi chảy hãy comment số 9 đi nào. Please comment 9. Hãy comment số 9 đi. Please comment 9. Nếu các bạn thực sự nhé. Thực sự khao khát nói tiếng Anh trôi chảy. Các bạn comment số 9 đi. Please comment 9. Đúng rồi. Và các bạn sẽ có là 6 buổi để mình luyện tập phản xạ giao tiếp liên tục các bạn nhé. Liên tục mình nói liên tục. Đấy. Và 6 buổi này là hướng dẫn các bạn cách trả lời các câu hỏi liên tục nhé. Và ngoài ra ấy, thì thầy còn có giáo viên một kèm một nữa để hỏi đáp các bạn liên tục, giải đáp thắc mắc cho các bạn trong vòng suốt 5 tháng liên tục các bạn. Ok. Và tiếp theo là môn số 3 là các bạn sẽ được học thuyết trình tiếng Anh. Và đỉnh cao của việc học tiếng Anh là mình phải thuyết trình, mình phải nói tiếng Anh trôi chảy, mình thuyết trình được những bài khoảng một nửa trang A4 hoặc cả trang A4, mình phải nói được dài các bạn nhé. Các bạn ai đồng ý hay comment I agree nào. Nếu các bạn thực sự muốn nói tiếng Anh một nửa trang A4 hoặc cả trang A4 mình nói phải đoạn dài cơ, mình không nói nhát gừng đâu, mình phải nói đoạn dài, mình phải nói trôi chảy tiếng Anh. Các bạn comment I agree nếu các bạn thực sự muốn nhé. Agree. Và thầy còn tặng thêm là sáng chủ nhật hàng tuần là thầy dạy các bạn nữa.
Và tổng cộng những cái module này á, thì mình sẽ học suốt 8 tháng. Và ngoài ra thì còn tặng các bạn là module là học tiếng Anh coaching 1 ngày 1 với trợ lý những cái giáo viên tốt nhất của bên thầy nữa cơ. Đấy, thì những cái nội dung mình học đây, học có chuyện tiếng Anh này, xem video song ngữ này, học có flashcard này. Đấy, rồi còn học tiếng Anh có phát triển bản thân nữa. Ai thực sự nha, thực sự yêu cái phần phát triển bản thân hôm nay, các bạn hãy comment là love đi nào. Ai thực sự yêu nào, hay comment love, hay comment love đi nào. Yêu nếu các bạn thực sự yêu cái phần học tiếng Anh và phát triển bản thân hôm nay thầy dạy nào. Bạn hãy comment love đi. Ok, rất là tuyệt vời, đúng không? Thì mình phải học tiếng Anh, mình phát triển bản thân. Tại vì khi mình biết tiếng Anh, mình học được tất cả những kiến thức từ những người thầy hàng đầu thế giới, các bạn nhé. Đấy, rồi học phản xạ giao tiếp này, phải nói tiếng Anh liên tục các bạn ạ. Bạn phải nói tiếng Anh liên tục nhá. Đấy, phản xạ, rồi mình còn có ôn bài theo nhóm, ôn bài buổi sáng này, rồi ôn bài theo nhóm các bạn nhé. Đấy, rồi mình học tiếng Anh qua video. Đấy nhá. Thầy xin bật một số cái video mà các anh chị khóa đang học nhé, các anh chị đang học luôn. Đầu tiên này. Hoặc các anh chị phụ huynh đang học luôn nhé. Sau cái khóa học này thì là chị thấy con có tiến triển gì không chị nhỉ? Ok đây. Các bạn xem cái video. Chung là nếu mà so với lúc đầu là cũng tiến bộ là cũng nhiều đấy em ạ. À đấy. Không ạ. Phải vâng. Là nói thế đâu, nhưng mà đúng là chị thấy tiến bộ nhiều hơn nhiều đấy. À, vâng. Ngày trước là không có đam mê học tiếng Anh đâu em. Nhưng mà là từ lúc học thầy Tùng ấy là thích học tiếng Anh hơn. À vâng ạ. Thế lại là giờ chỉ thích học tiếng Anh. Vâng. Tuyệt vời quá chị ạ. Tuyệt vời. Con bảo là con bây giờ nhá, ban ngày chị bảo là ôn cả ba môn toán tiếng Việt tiếng Anh, thì lại bảo ước gì con chỉ phải học tiếng Anh, con không phải học toán tiếng Việt lại thế. À rồi. Vâng. Đấy ạ. Thì chắc chắn là Tùng sẽ truyền đam mê cho anh chị và các bạn và tất cả những thành viên trong gia đình để mình học tiếng Anh luôn. Chị ơi, em hỏi chị một số câu nhá. Chị này ở Nghệ An nhá, chị ở Nghệ An. Chị chia sẻ thật lòng chị nhá. Thế là chị thấy cái lớp học của em như thế nào chị nhỉ? Thì mình thấy là từ lúc mà học với thầy ở lớp này thì thấy cháu là tiến bộ nhiều hơn. Con nhà mình thì cũng đi học ở nhiều nơi rồi, cũng học ở nhiều trung tâm lớn, nhưng mà học với trực tiếp với cả giáo viên nước ngoài rồi, nhưng mà cái khả năng phát triển thì không có mấy. Học nói chung là có đi học nhưng mà về rồi mình thấy nó cũng như thế cả. Nhưng mà nói chung là từ hôm học với thầy giờ thì là con phát triển hơn nhiều. Nói vâng, nói năng rồi nhiều từ biết hơn, nói câu dài hơn. Vâng ạ. Nói chung là nói được nhiều. Vâng. Tuyệt vời chị ạ. Em thấy bố mẹ cũng học, bố mẹ cũng học nhiều. Bố mẹ biết nhiều hơn. Vâng, thì cả gia đình mình cũng học chị nhá. Cả đấy ạ, thì mình học là mình cả gia đình mình học, mình nói tiếng Anh luôn. Các bạn comment số 9 đi nếu các bạn đồng ý là cả gia đình mình phải học để mình nói tiếng Anh hàng ngày nào. Cả gia đình mình phải học để mình nói tiếng Anh hàng ngày. Thì chắc chắn mình sẽ giỏi, tức là mình phải có một ngôn ngữ nữa. Đúng ngày xưa Tùng sang Singapore cả gia đình nói tiếng Anh. Thì cả gia đình nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc thì ít nhất là cả gia đình sẽ biết hai ngôn ngữ. Đấy các bạn nhé. Đây. Đây là các bạn này, chuyên sâu mà những đây là cái mà tôi không. Đây là thầy Lam các bạn nhé, thầy Lam. Không thực sự là bận rộn thì tôi sẽ chắc chắn sẽ đồng hành cùng lớp mình. À, chương trình của Tùng Trần thì tôi đã đăng ký cùng với hai cậu con trai của tôi trong buổi tối ngày hôm qua rồi. Thì cho tôi hỏi các anh chị, bao nhiêu anh chị, hơn 100 anh chị còn ngồi đây, bao nhiêu anh chị thấy rằng là Tùng Trần là một cái người thầy mà rất là xuất sắc ạ? Các bạn comment là rất xuất sắc đi. Nào, bao nhiêu anh chị thấy là Tùng Trần là một người thầy, một huấn luyện viên, một người coach cực kỳ xuất sắc, thì các bạn comment là rất xuất sắc. Các bạn comment đi ạ, rất xuất sắc. Và bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng là đây là một người thầy mà thực sự đáng để mình học, đáng để cho cả gia đình mình học, đáng để những đứa con mình học, đáng để cho mình noi gương, đúng không ạ? Trong ít nhất là lĩnh vực tiếng Anh. À, tôi rất thích hôm qua Tùng nói một cái câu từ người mẹ của Tùng, đó là learn from the best. Thầy vẫn nhớ câu đấy. Phải học người xuất sắc nhất. Tôi tin rằng là các anh chị trên cái Zoom này, mục tiêu của chúng ta đó là gì ạ? Chúng ta học tập để chúng ta nâng cao cái chất lượng cuộc sống của gia đình mình lên. Thế thì tiếng Anh cũng là một cái vũ khí có thể nói là rất quan trọng. Tiếng Anh là một vũ khí cực kỳ quan trọng và tôi thấu hiểu điều này và tôi đang đầu tư. Cả mùa hè này thầy Lam đã cho hai đứa con trai về Hạ Long học kèm một một luôn. Và ngay một đứa năm nay lớp 2, một đứa năm nay lớp 5. Và hai cháu tôi đầu tư toàn lực về tiếng Anh. Và tôi rất nghiêm túc trong việc đầu tư. Tôi biết là tiếng Anh nó rất là quan trọng. Bởi vì 80%, tôi nghĩ là 80% tất cả những kiến thức của nhân loại đều được sử dụng tiếng Anh bởi các cái định dạng khác nhau, từ text, từ audio, video và các cái nền tảng khác, đó là bằng tiếng Anh. Và nếu các bạn làm chủ được tiếng Anh thì các bạn học được cực kỳ nhiều kiến thức của nhân loại và chắc chắn là bạn sẽ có được những thu nhập cực kỳ lớn.
Và tôi tin rằng là các anh chị làm kiếm tiền thì cũng cuối cùng mục đích cuối cùng là cũng giúp cho những đứa con của mình có cuộc sống tốt hơn thôi. Gia đình chúng ta có cuộc sống tự do và hạnh phúc. Và những đứa con của mình thực sự là đấy là cái tương lai của chúng ta đầu tư cho chúng nó. Chúng ta làm bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng mục đích là vì những đứa con thân yêu nhất của mình. Chúng ta phải có gia đình, chúng ta phải có những đứa con tuyệt vời. Thế thì tôi không phải vào đây để mà kêu gọi các bạn phải là học hay không học. Các bạn, hôm trước tôi nói với các bạn là gì ạ? Các bạn là người chọn chúng tôi chứ tôi không có quyền chọn các bạn. Tùng Trần và tôi không có quyền chọn các bạn. Mà các bạn là phải người chọn những người thầy xuất sắc để các bạn nâng cao cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và tạo ra những kết quả có thể nói là ngoại hạng. Thì bao nhiêu anh chị đã tham gia cái chương trình và đóng phí rồi thì comment xuống dưới là đã đóng phí, comment số 1 đi. Ôi anh chị nào đã đóng phí comment số 1 đi nào. Anh chị đã đóng phí, đã tham gia chương trình học chuyên sâu với Tùng hay comment số 1 đi. Anh Ngư này. Rồi, chị Hiền này, bạn chị Thanh này, anh Nguyễn Đạt này, anh Thường này đã đóng phí rồi để tham gia trực tiếp. Chị Tú này, tuyệt vời. Ok, thế Tùng xin chia sẻ một số chia sẻ trực tiếp nhé. Từ anh chị đã tham gia khóa học nhé. Một số chia sẻ trực tiếp luôn. Ok, xin mời chị, ai đang ở trong Zoom nhỉ? Mọi người bật mic, bật cam lên nào. Chị Hiền, chị Phạm Thanh Hiền có chia sẻ gì không? Chị Thanh đi. Chị Hiền, à rồi, ok. Xin mời chị Hiền chia sẻ một số cảm nhận về lớp học, lớp mình đang học ấy. Chào mọi người. Mình thì cũng là người Nghệ An, cũng học tiếng Anh thì cả lớp 11 mới được học. Sau khi vào cao đẳng thì học thì lại không tiếp thu được nhiều. Sau đấy là ra trường thì cũng đi làm, không tiếp xúc với những ai tiếng Anh, với lại những công việc của mình không liên quan đến tiếng Anh nên là mất gốc hẳn đi. Từ hôm là cho con đăng ký học, sau đấy là thấy con tiến bộ thì là mẹ cũng theo luôn. Và cảm nhận của mình là khi thầy dạy thì là những cái đấy là cái cảm hứng thầy dạy là mình lấy được cái nguồn hứng, cảm hứng từ thầy rất là nhiều. Thầy truyền đạt với lại mọi cái nó kiểu cảm mình cảm nhận được là mình hợp. Như mình cũng là tham gia, mình cũng nghe nhiều thầy cô để học rồi, nhưng mà mình hợp với cảm giác là mình hợp với thầy nên là mình đăng ký cho con, xong là mình cũng đăng ký cho mình để mình học luôn. Đấy là cái cảm nhận của mình như thế. Thì là mọi người cảm thấy mà ok thì là mình cứ đăng ký mạnh dạn lên. Vì là thầy cũng rất là tuyệt vời. Thầy nói chung là không biết từ gì để tả về thầy nữa, nhưng mà cảm nhận của mình là thầy rất là tuyệt vời. Thầy rất là nhiệt huyết, nhiệt tâm huyết cực kỳ luôn. Rồi, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều nhá. Vâng, lớp mình sẽ đồng hành rất là lâu với nhau để mình giỏi tiếng Anh chị nhá. Vâng, vâng ạ. Ok, vâng. Thank you, teacher. Wow, okay, you're welcome. Thì chị Tùng xin mời một chia sẻ tiếp nhá. Chia sẻ tiếp của chị Thanh đi. Chị Thanh ơi, mời chị Thanh chia sẻ nhá. Ok. Miss Thanh, your turn, ok. Xin chào thầy Tùng, chào tất cả mọi người còn ở trong Zoom. Thì thực sự là Thanh thì xuất thân từ Thanh Hóa, thì ngày xưa Thanh học thì ở quê không có học tiếng Anh. Khi mà vào đại học Thành phố Hồ Chí Minh á, Thanh học ở trong Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì Thanh học không có tiếng Anh nên phải vào trung tâm đi học thêm. Thì khi đi học thêm thì thực sự là nói không có giáo viên nào mà để chỉ cho mình cái cách phát âm cho thật chuẩn đâu. Tức là mình chỉ nghe mang máng để mình dịch nó ra thôi, để mà mình đọc cho nó gần giống như vậy thôi. Nhưng mà học thực sự thì lúc đó thì mình cũng nói sơ nhưng mà phát âm không có chuẩn. Mình bỏ cách đây cũng 10 năm rồi, học từ năm 2011 đến giờ ấy. Nhưng khi mà học khóa của thầy Lam thì mình gặp được thầy Tùng. Thì thực sự là học thầy Lam đã truyền rất là nhiều năng lượng này. Mình là con người cũng rất là thích năng lượng, rất là năng lượng luôn đấy. Nên khi gặp thầy Lam là năng lượng tiếp vào mình cảm thấy là rất là lửa luôn. Khi gặp được thầy Tùng nữa thì là thực sự là cái năng lượng nó tràn trề luôn đấy. Ngày nào cũng phải học tiếng Anh, ngày nào cũng phải học tiếng Anh, thực sự là rất là đam mê. Bởi vì sao? Bởi vì trước giờ mình thất bại cũng là vì mình không có đam mê, không có ai truyền cảm hứng, không ai truyền lửa, cũng như không có người hướng dẫn mà dẫn dắt cho mình đi theo một cái con đường nó cho nó là chính xác, được đúng để cho mình đạt được kết quả, không ai định hướng được cho mình như vậy. Nên khi gặp được thầy Tùng á, thầy Tùng chỉ cặn kẽ này, từ cái phát âm nhỏ nhất để cho mình phát âm làm sao cho nó chuẩn, cho nó đúng. Và thứ hai là điều quan trọng nhất là thầy Tùng cho mình được cái đam mê, cho mình được cái lửa, và làm sao để luôn cho mình cái động lực kể những cái câu chuyện thành công của thầy á. Ngày nào cũng kể để làm sao để cho mình không quen, ngày nào mình cũng phải tiếp nó, tiếp thêm để mình có động lực để mình học, chứ không phải là
Thầy kể không phải là ngày nào thầy cũng kể, thầy khoe khoang, mà thầy kể để cho mình nhớ. Mình nhớ để mình học. Bởi vì vậy cho nên là từ cái hôm học thầy, từ cái hôm học thầy đến giờ, thực sự là tiếng Anh của mình cảm thấy là mình cải thiện rất là nhiều. Cho dù thầy vẫn còn sửa lỗi sai rất là nhiều, nhưng mà mình thấy là khi mà mình nói, mình ghi âm lại cái bài tập về nhà là giọng mình nó khác nè. Cái cách phát âm của mình cũng chuẩn hơn nè. Mình biết được nhiều từ vựng hơn rất là nhiều. Mình tin chắc là sau 2 tháng chắc chắn mình sẽ nói được cái tiếng Anh cơ bản là chắc chắn đó. Còn sau 8 tháng chắc chắn là mình sẽ nói được tiếng Anh, giao tiếp được tiếng Anh. Mình cam kết luôn. I commit. I commit. Ok, tuyệt vời chị Thanh nha. Awesome. Ok, awesome. Tuyệt vời. Okay, cảm ơn chị Thanh rất nhiều nha. Thank you. Ok. Yeah, you're welcome. You're welcome. Đây, thì Tùng sẽ chia sẻ màn hình tiếp cho anh chị nha. Đấy. Ở trong Zoom này còn có tiến sĩ Dũng nữa cơ. Ok. Tuyệt vời. Và đây. Đấy nha, thì mình bây giờ ai thực sự nhá, thực sự hãy nhắn tin cho Tùng qua số Zalo này, thực sự muốn tham gia đồng hành cùng với một cộng đồng nhá. Cộng đồng nói tiếng Anh, cộng đồng mình học cùng nhau, mình học cùng nhau, mình ôn bài cùng nhau. Hàng tuần học rất nhiều buổi đúng không các bạn ạ? Hàng tuần học ít nhất là 4 buổi, thầy ôn bài 2 buổi nữa là 6 buổi các bạn nhá. Đấy, thoải mái luôn. Thì các bạn hãy nhắn tin cho thầy qua Zalo đi, 0933733031 nhé. Đây là cơ hội cuối cùng cho các bạn đấy. Điều kiện cần là các bạn phải nhắn tin cho thầy qua số Zalo này. Và thực sự cái mức học phí cực kỳ rẻ luôn các bạn ơi. Các bạn rẻ không thể tưởng tượng nổi luôn, cực kỳ rẻ luôn. 0933733031. Thực sự là rất là ưu đãi môn dịch và thực sự là rất là biết ơn thầy Lam nhé. Rất biết ơn thầy Lam đã tài trợ cái chi phí marketing cho chương trình. 0933733031. Tất cả những anh chị ở đây nhé, hầu hết là do thầy Lam là tài trợ chi phí marketing, anh chị không phải mất cái chi phí marketing rất là nhiều. Bình thường khóa học này nếu mà thu nhá, nếu mà giảm giá rồi ấy, ít nhất phải 10 triệu các bạn nhá. Còn hôm nay cực kỳ ưu đãi các bạn luôn. Và những người nên tham dự nhá, những đối tượng phải tham dự này là người đi làm này, muốn nâng cao thu nhập, các ba mẹ muốn các con nói tiếng Anh trôi chảy, cả gia đình muốn nói tiếng Anh trôi chảy, những người kinh doanh online, những người muốn học internet marketing, hoặc là những người muốn thành công ấy, các bạn muốn phát triển bản thân, muốn thu nhập cao hơn, chắc chắn các bạn phải phát triển bản thân. Với những người đi làm muốn có cơ hội tốt hơn để mình có những mức thu nhập cao hơn rất là nhiều, thì đây một khoản đầu tư chắc chắn là phải đầu tư để mình có thu nhập cao hơn các bạn nhé. Và các bạn, ba mẹ mà muốn thực sự muốn có những thời gian tuyệt vời, mình học tiếng Anh với con, với gia đình mình, cả gia đình mình học tiếng Anh với nhau ấy, vì Tùng mua một nhé thì Tùng sẽ tặng 2, tặng 3, tặng 4, tặng cả gia đình mình học tiếng Anh với nhau luôn. Đấy, đấy, đây là khóa English Mastery nhá, là 17 tháng 9 là mình khai giảng các bạn nhé, là 4 ngày nữa mình khai giảng, 4 ngày nữa mình khai giảng các bạn ạ, 4 ngày nữa. Đấy thì mình sẽ học 2 tháng chuyên sâu với nhau là 18 buổi này, cộng với 18 buổi Tùng tặng nó là 36 buổi, cộng với 5 tháng coaching 1 kèm 1 nữa là 20 buổi nữa, là tổng cộng là 56 buổi học trong 8 tháng các bạn nhé. Tối thiểu là 56 buổi và Tùng chắc chắn là Tùng sẽ dạy hơn. Tối thiểu là 56 buổi. Và còn 6 tháng trước bài tập về nhà nữa, tổng trị giá là 23 triệu này. Còn Tùng tặng thêm các anh chị các bạn là bộ 300 video song ngữ nhé. Bộ 300 video song ngữ Tùng sẽ tặng dần dần cho các bạn. 100 bộ phim hay nhất bằng tiếng Anh này, 1.000 quyển truyện tiếng Anh. Rồi 480 ngày học tiếng Anh liên tục, Tùng sẽ gửi email cho. Và tổng giá trị quà tặng nhé, quà tặng cộng khóa học này là tổng cộng là 58 triệu anh chị nhé. Nhưng mà ai mà thực sự mà muốn tham gia ấy, các bạn, đây cơ hội cuối cùng cho anh chị. Điều kiện cần là các bạn phải nhắn tin cho thầy qua Zalo là 0933733031 nhé. Các bạn nhắn tin đi, I want, nhắn tin ngay bây giờ đi nào. Now. Ok, now, các bạn comment đi, now. Ngay bây giờ. Bây giờ không bao giờ các bạn nhé. Now. Now or never. Bây giờ không bao giờ. Sự trì hoãn các bạn ạ, đến cuối đời các bạn sẽ thấy hối hận nhất là cái sự trì hoãn. Hoặc là trì hoãn, Các bạn chỉ cần trì hoãn thôi, nó sẽ tuột mất cơ hội các bạn ạ, chắc chắn luôn. Các bạn đã trì hoãn, các bạn đã bỏ cuộc rất là nhiều lần rồi. Các bạn lần này thực sự quyết tâm đi. Thực sự quyết tâm, các bạn hãy comment là I commit như nào. Nếu các bạn thực sự cam kết, thực sự quyết tâm nhé, thì thầy sẽ đồng hành với bạn để giúp bạn, chắc chắn các bạn sẽ nói tiếng Anh. Và thầy cũng cam kết luôn, nếu các bạn không nói tiếng Anh được sau 2 tháng, hoặc là không hài lòng với bất cứ lý do gì sau 2 tháng, thầy sẽ hoàn lại tiền và có hợp đồng gửi đến tận nhà cho các bạn. Các bạn nhé. Ok. Các bạn thực sự cam kết, I commit. Đúng rồi. I commit. Các bạn nhắn tin cho thầy qua Zalo nhé. Nhắn tin ngay bây giờ. Nào. Qua số Zalo này 0933733031. Điều kiện cần để tham gia khóa học. Tại vì thầy không giúp được đỡ được quá nhiều các bạn nhé. Đấy. Bây giờ hôm nay nhé, học phí không phải 58 triệu. Mà học phí hôm nay cực kỳ rẻ, không phải 20 triệu. Không phải 10 triệu, học phí chỉ là 5 triệu 900 nghìn thôi anh chị nhé. 5 triệu 900 nghìn. 5 triệu 900 nghìn cho 30 năm anh chị. Bạn đăng ký chuyển khoản sớm nhất hôm nay và trước 23 giờ 30 hôm nay anh chị các bạn nhé. Và đây học phí rẻ nhất mà anh chị các bạn có thể có.
Tùng cam kết là như vậy luôn. Không bao giờ có học phí rẻ hơn học phí này. Không bao giờ có học phí rẻ hơn học phí này. Chắc chắn anh chị các bạn như vậy luôn. Tại vì khóa học này được thầy Lam tài trợ tiền marketing. Nếu không ấy thì ít nhất anh chị phải cộng thêm khoảng 3 triệu nữa. 3, 4, 5 triệu tiền marketing nữa. Để mà có từng này người tham gia khóa học. Đấy. Và anh chị và các bạn nhé. Và khai giảng vào ngày 17 tháng 9. Và mình học vào tối thứ tư và tối thứ sáu hàng tuần. Đấy là hai buổi chính của lớp. Ngoài ra thì mình học tối thứ năm và sáng nhật nữa. Thì số tài khoản của Tùng là gì ạ? Vietcombank 18797988888. Trần Thanh Tùng. Nội dung là tên cộng số điện thoại nhé. Đấy. Anh chị mà đã và đang tham dự khóa học chuyên sâu này, các chị comment số 9 đi nào. Please comment 9. Anh chị đã chuyển khoản hay comment số 9 đi. Và đang tham gia cái khóa học English Mastery hay comment số 9 đi nào. Hay comment số 9 đi. Rồi ok. Có chị Thanh này. Chị Thanh này. Rất là nhiều luôn. Chị Thanh. Ok. Anh tiến sĩ Dũng này. Đúng rồi. Lớp mình có một tiến sĩ Dũng này. Lớp mình có khoảng vài triệu phú đô la đấy các bạn. Anh Kiên này. Ok. Learn from the best. Đúng rồi. Anh bạn Trần Văn Hòa này. Đúng rồi. Ok. Rất là nhiều bạn đã tham gia khóa học này. Anh chị các bạn chuyển khoản đi ạ. Anh chị các bạn có 5 phút nhé để chuyển khoản nhé. Yeah, 5 minutes. Ok. 5 minutes trước khi đến phần Tùng tặng quà cho các bạn. 5 minutes. Nhanh lên ạ. Nhanh lên. Nhanh lên. Okay, quick. Ok, bạn Vân, chị Vân Anh này. Chị Vân Anh ơi, là một trong những học viên cũng rất là chăm chỉ của lớp này. Chị Vân Anh, now or never. Đúng rồi, ngay bây giờ không bao giờ. Rồi chị Hiền này. Chị Phạm Thanh Hiền này. Ok, rất là nhiều các bạn đang. Rồi bạn Dung Nguyễn này. Bạn Dung ở Sài Gòn, Dung Nguyễn này. Bạn Dung này. Rồi ai nữa? À, Mr. Lam, lớp trưởng của lớp, thầy Lam này. Ok. Bạn chuyển khoản bây giờ đi ạ. Nhanh lên. Quick. Ok. Bạn chuyển khoản ngay bây giờ đi. Nhanh lên. Ồ, rất nhiều người chuyển khoản đấy nhá. Tôi nhận được chuyển khoản rất nhiều các bạn rồi. Thầy Lam này. Rồi chị Kim Thanh này. Bạn lấy điện thoại ra chuyển khoản ngay bây giờ đi ạ. Bây giờ không bao giờ. Now or never. Chị Kim Thanh. Thật sự các bạn nếu mà thực sự muốn nói tiếng Anh cho chảy thì đây khóa các bạn phải tham gia. Bạn phải tham gia nhé. Chắc chắn sẽ giúp được các bạn. Thì thầy đồng hành. À, chị Hương Đức này. Chị Hương Đức là nghệ sĩ đàn tranh nhé. Chị có kênh rất là nổi tiếng là chị Hương Đức. À, Hương Đức đàn tranh các bạn search trên YouTube ấy. Đấy. Chị Hương Đức đàn tranh này. Rất là tuyệt vời. Ok. Và bạn Dung Nguyễn. Learn from the best. Đúng rồi. Học từ những người giỏi nhất. Ok. Rồi. Anh Dũng này. Chị Hiền này. Bạn anh Hoàng này. Hoàng Nguyễn này. Rồi, cực kỳ nhiều. Tuyệt vời. Rồi. Anh Thanh này. À, chị Thanh Đồng Nai này. Chị Thanh Nguyễn này. Chị Thanh Nguyễn Đồng Nai. Bọn chuyển khoản đấy ạ, nhanh lên. Bọn chụp ảnh lại nhá, Anh Lê Văn Thương này. Mình sẽ có 8 tháng đồng hành với nhau, rất là tuyệt vời luôn. Ok, awesome. Đúng rồi, cá nhanh chén cá chậm. Anh chị nhanh thì được. Ok, nhanh lên, quick. Đây. Thực sự nhận rất là nhiều chuyển khoản các bạn anh chị nhé. Rất là nhiều chuyển khoản luôn. Đây, anh chị các bạn có thể thấy này. Rất là nhiều chuyển khoản luôn, ok. Đây, chuyển khoản tài khoản Vietcombank của Tùng nhé. Đây. Đây, rất nhiều các anh chị đang chuyển khoản. Đã và đang chuyển khoản khóa này nhé. English Mastery, ok. Nó không còn lốt được nhiều quá. Không lốt được, đang lốt này. Ok. Đây. Nhanh lên ạ, nếu anh chị thực sự nhá, thực sự cam kết thì các bạn đăng ký đi ạ. Đây. Rất là nhiều các bạn đăng ký đi nhá. A lot, ok. Đây, tài khoản Vietcombank của Tùng. Lớp mình sẽ có một thời gian là 8 tháng đồng hành cùng nhau và 5 tháng coaching 1-1. Ok. Tùng sẽ comment số tài khoản lên đây nhá. Và tiếp sau phần này sẽ là phần hỏi đáp và phần tặng quà nhá. Ok. Tùng xin mời thầy Nguyễn Hữu Lam nhé. Thầy Nguyễn Hữu Lam có trong phòng mà thầy chia sẻ một chút được không ạ? Ok. Hello Mr. Lam, ok. Xin mời thầy Lam chia sẻ. Ok, các bạn nghe rõ không? Cho tôi hỏi là các bạn học được nhiều điều từ thầy Tùng Trần chúng ta không nhỉ? Cho tôi hỏi các bạn học nhiều thì comment số 1 được không? Comment số 1 nếu bạn học được nhiều điều. Nếu mà học được nhiều các bạn comment tất cả comment số 1 được không? Ít nhất là bạn học nhiều thì bạn phải cảm ơn thầy Tùng Trần với câu được không? Các bạn comment này cảm ơn thầy Tùng Trần đi. Cảm ơn đi.
mình phải cảm ơn đi, cái lòng biết ơn rất là quan trọng, lòng biết ơn rất là quan trọng. Và ngày hôm nay thì thầy Nam rất là vui được Tùng Trần mời lên chia sẻ. Thì trong lĩnh vực Internet Marketing thì đúng là Tùng Trần là học trò xuất sắc của thầy Nam. Tuy nhiên là trong lĩnh vực tiếng Anh thì thầy Nam sẽ gọi thầy Tùng Trần là thầy. Bởi vì chuyên môn, mỗi người một chuyên môn trên cuộc đời này, mỗi người một chuyên môn các bạn nhé. Và các bạn lựa chọn thầy Tùng Trần là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Thầy rất thích một câu nói của người mẹ của Tùng Trần ấy, đó là con phải học cái người giỏi nhất. Và tiếng Anh là learn from the best. Thế thì mẹ Tùng Trần đã rất là nỗ lực, và vì tương lai con mình đã lặn lội một cái quãng đường rất là xa từ miền quê Quế Phong đến với thành phố Vinh để cho con mình học một cái trường chuyên của Vinh. Và sau này một cậu bé miền quê miền núi mà tôi vẫn trêu với Tùng Trần là thuốc phiện nhiều hơn cả Ngô đấy, ví dụ nhé, mình trêu vậy. Cái miền núi rất là khó khăn, nhưng mà ngược lại thì sao ạ, bằng cái nỗ lực cá nhân của em, tôi rất đánh giá rất cao và trở thành một cái sinh viên xuất sắc của Đại học Ngoại thương. Và sau này thì bạn ấy tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với tấm bằng xuất sắc với 9 điểm 10 tuyệt đối, và đã được sang Mỹ du học và làm trợ giảng cho các giáo sư hàng đầu nước Mỹ trong vòng 2 năm. Và cái đặc điểm nổi bật nhất của Tùng Trần ấy, tôi đánh giá cao nhất ấy, không phải là sự thông minh của bạn ấy. Tôi đánh giá thông minh không bao giờ tôi đánh giá cao. Mà tôi đánh giá cao nhất Tùng Trần đó là cái sự nỗ lực, cái sự tập trung, và cái quan trọng nhất là bạn cam kết ở mức cao nhất với cái điều mà bạn ấy muốn. Bạn ấy tập trung vào bóng bàn thì bạn ấy vô địch bóng bàn toàn quốc ở giải nghiệp dư. Và bạn ấy tập trung vào tiếng Anh thì bạn có 20.000 giờ để bạn ấy làm việc với tiếng Anh. Tôi không đánh giá cao Tùng Trần về sự thông minh đâu, mà tôi đánh giá cao về sự chăm chỉ, sự quyết tâm, sự focus vào cái điều mà mình muốn. Cái sự tập trung là điều rất là quan trọng. Và tôi tin rằng đây là cái chương trình có thể nói là rẻ nhất từ trước đến nay mà các bạn biết về tiếng Anh, và nó đem lại hiệu quả ở mức cao nhất. Các bạn được không chỉ để học một mình đâu ạ. Các bạn đăng ký một mình được học cả gia đình luôn, cả vợ chồng lẫn các con. Đó là môi trường tuyệt vời. Giống như em bé Anh Thư đấy ạ, 11 giờ đêm Anh Thư vẫn còn đang trên màn hình đây. Thì nếu là người cha người mẹ của mình thì hãy cho con của mình được tham gia thầy Tùng Trần, và chính bản thân các anh chị có một cái môi trường được học cùng các con mình, đồng hành cùng các con mình, để làm sao mà trong 8 tháng các bạn có thể nói được tiếng Anh, và chúng ta cùng nhau, một cái gia đình cùng nhau nói tiếng Anh thì nó rất là tuyệt vời. Thầy Nam cũng đang học thầy Tùng Trần, tuy nhiên thầy Nam cũng phải các buổi tối là thầy Nam hay bị tổ chức các sự kiện nên là nó hay bị miss một số buổi. Tuy nhiên là tôi vẫn phải xem lại các video clip và tôi vẫn cho các con mình học, mặc dù cái buổi đó tôi không tham gia được hoặc là một số buổi tôi miss. Tuy nhiên tôi nói với thầy Tùng Trần là tôi vẫn phải xem lại video và phải làm cam kết với thầy Tùng Trần là sau 8 tháng là thầy Tùng Trần sẽ cho thầy Nam cùng với gia đình của thầy Nam là nói được tiếng Anh. Đấy là Tùng Trần đã hứa với tôi rồi. Thế thì các bạn học với chương trình này thì các bạn sẽ học được trong một cái môi trường mà thầy Nam cũng có ở đó, gia đình thầy Nam cũng ở đó, các con thầy Nam cũng học cùng đó. Và thầy Nam, tại sao thầy Nam chọn thầy Tùng Trần? Bởi vì con thầy Nam đã từng đi học Apollo rất là nhiều thời gian rồi, nhưng mà các cháu về thì nó không đạt được cái điều mà thầy Nam muốn. Và rất là may mắn là thầy Tùng Trần xuất hiện trong đúng cái giai đoạn mà tôi rất là cần thiết. Và hai con tôi học trường Vinschool, các bạn biết rằng là trường Vinschool là một cái trường nó đào tạo tiếng Anh rất là nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy đủ. Và tôi rất muốn là thầy Tùng Trần đồng hành cùng chúng ta, sẽ là người thầy lớn của chúng ta, sẽ cùng nhau, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau có cái người đá đít mình, cùng nhau có người thúc đẩy mình hàng ngày. Cái điều đấy nó quan trọng hơn những cái khác. Các bạn ở ngoài kia, các bạn đi học, các bạn không có ai hướng dẫn mình đâu, không có ai thúc đẩy mình. Nhưng ở đây có một cái người có thể nói là gì, sự tập trung của bạn ấy rất là cao. Tôi hay nói là Tùng Trần chú ý rất là cao. Nên chúng ta hãy lựa chọn thầy Tùng Trần. Và chúng tôi hỏi các bạn ở đây đã bao nhiêu anh chị đã lựa chọn thầy Tùng Trần thì comment là số 1 được không? Nếu các bạn đã lựa chọn thầy Tùng Trần thì comment số 1 đi, tôi xem là có bao nhiêu số 1 đã lựa chọn thầy Tùng Trần rồi. Comment số 1 được không ạ? Tất cả các bạn comment số 1 xuống dưới. Nếu các bạn đã chọn thầy Tùng Trần. Ok, comment số 1 đi ạ. Và tôi cũng nói thêm với các bạn là gì ạ? Khóa học này là khóa học có thể nói là rẻ. Nhưng các bạn đừng nghĩ là nó rẻ mà lại không chất lượng. Nó không đúng đâu ạ. Đôi khi mình chọn một cái món hàng đắt tiền nhưng chưa chắc nó tốt theo đúng ý của mình. Khóa học này rất rẻ. Lý do nó rẻ đó là thầy Tùng Trần không mất chi phí marketing.
tất cả những con người ngồi đây các bạn đều biết đến chương trình kinh doanh online thực chiến của thầy Nguyễn Bảo Lam, và đến với thầy Tùng Trần hoàn toàn là các bạn đến một cách thông qua cái chương trình của tôi, và thầy Tùng Trần không mất một cái chi phí nào cho marketing. Nên thầy Tùng Trần đã hứa với tôi là gì ạ? Thầy Lam ơi, em sẽ cho cái lớp học của thầy một cái lớp học có học phí thấp nhất, bởi vì em không mất chi phí marketing. Vậy thì đây có thể là một cái cơ hội duy nhất. Đây là một cơ hội duy nhất. Bởi vì tới đây thầy Tùng Trần cũng phải cho thầy Lam phải cho đi đẩy ra ngoài kia để tự bay. Thầy Tùng Trần phải tự làm marketing. Thì thầy Tùng Trần phải bỏ ra cái số tiền rất là lớn để làm marketing. Thì cái số học phí mà rẻ như thế này thì thầy Tùng Trần sẽ bị lỗ. Thì tới đây thầy Tùng Trần sẽ phải tốt nghiệp cái chương trình của thầy Lam. Thế thì lời cuối cùng thì tôi chỉ muốn nói là các bạn gì? Các bạn hãy nhanh chóng chuyển khoản để mà tham gia, là một trong những người tham gia cái chương trình này. Giống như bạn Nguyễn Văn Dũng vừa cùng con mình đang học đấy, rất là tuyệt vời. Tôi thấy cái điều này nó hơn bất kỳ cái điều gì. Bố con kết nối với nhau, bố mẹ con cùng các con kết nối với nhau, nó tạo ra một cái gì đó tôi cảm giác nó hạnh phúc vô bờ bến luôn. Không biết là anh Dũng có hạnh phúc không thì lát nữa anh Dũng có thể chia sẻ. Con mình đang rất là tuyệt vời trên màn hình ở đây. Anh Dũng đang học rất chăm chú cùng con này, thì nó tạo ra một cái sợi dây kết nối mọi người với nhau trong chính gia đình của mình. Hạnh phúc nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Và cái đó tôi nói luôn các bạn này, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Bao nhiêu tiền cũng không mua được. Và tôi chúc mừng tất cả các bạn đã lựa chọn thầy Tùng Trần. Và chúc cả lớp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời và cùng nhau vượt qua cái đại dịch rất là lớn này. Và các bạn yên tâm rằng nếu các bạn có được tiếng Anh thì các bạn sẽ có sống được thêm một cuộc đời nữa. Thầy của tôi nói là gì ạ? Thầy của tôi hồi cấp 3, thầy nói một câu rất hay mà tôi vẫn nhớ là gì? Nếu biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời. Và các bạn biết rằng là thầy Tùng Trần thu nhập cao hơn 90% số người bạn còn lại trong trường đại học Hoài Thương. Bởi vì sao? Thầy Tùng Trần rất giỏi về tiếng Anh. Và thầy đã dùng tiếng Anh để biến tiếng Anh có được cái nguồn thu nhập lớn. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta cùng con của mình phải học tiếng Anh giỏi. Bởi vì sao? Sau này cháu của anh Nguyễn Văn Dũng tốt nghiệp cấp 3 chỉ cần có bằng IELTS khoảng tầm 6 chấm là được vào đại học thẳng rồi. Nên không có lý do thì mình không đầu tư ngay từ bây giờ để cho mình không phải suy nghĩ gì đó mà có thể cháu có thể đi du học nước ngoài. Lát nữa anh Dũng có thể hỏi con là con có muốn đi du học nước ngoài không? Nếu mà con được học từ bây giờ với thầy Tùng Trần thì không có lý do gì con không đi Mỹ hay đi bất kỳ quốc gia nào con muốn. Dùng tiếng Anh của con viết một cái thư để con có thể vào một trường đại học bất kỳ trên thế giới nào. Mà cái năng lực của con đấy, cả đứa con kia nữa, ôi giời ơi, hai đứa con tuyệt vời, ví dụ như vậy. Tôi không biết là anh Dũng ở đâu, nhưng mà tôi không biết anh Dũng học lớp nào, nhưng mà tôi chỉ cần nhìn cái hình ảnh này nó chạm vào cái cảm xúc của tôi rất là nhiều. Anh là một người bố tuyệt vời. Hai con có thể ôm bố đi, cảm ơn bố đi, hai con cảm ơn bố đi. Bố là người bố cực kỳ tuyệt vời, các con rất là may mắn có những người bố tuyệt vời như vậy. Ok, và cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình English Mastery của thầy Tùng Trần, và thầy Lam cùng các con của mình sẽ đồng hành cùng các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Rồi, cảm ơn thầy Lam, biết ơn thầy Lam rất là nhiều ạ. Ok. Xin mời anh Dũng nha, anh Dũng chia sẻ một chút nha, anh Dũng nha. Thầy Lam mời anh Dũng, em cũng Tùng cũng mời anh Dũng. Anh Dũng là tiến sĩ nhá, tiến sĩ. Vâng ạ. Cảm ơn thầy Lam, cảm ơn thầy Tùng, bởi vì em nói ngắn gọn thôi. Báo cáo các anh chị là gì? Em là tiến sĩ, mấy chục năm nay mày mò học tiếng Anh. Em đã từng đi nước ngoài, từng làm rất nhiều với các chuyên gia nhưng không đủ, bởi vì gì? Và em bỏ rất nhiều những cái cơ hội làm những cái chuyên gia và làm những cái dự án gọi là big. Đấy. Nhưng mà cuối cùng thì do tiếng Anh mình bình thường quá, và trong 20 năm nay em chưa gặp được ai để học. Thế thì cũng thật là may mắn nhờ thầy Lam và kết nối từ với thầy Tùng, và được gần như là em học được chân lý. Xin lỗi anh chị, bởi vì gì, những ngày nào mà em học thầy Tùng thì con em không thể ngủ sớm, phải học cùng đấy. Và em nói thật là gì, từ ngày em gặp thầy Tùng gì là như không có ngày nào em dậy sau 5:30, ngày nào cũng phải học từ 5:30 cho tối thiểu 7 giờ sáng, mà chưa kể những bài tập khác, mà bởi vì học với thầy chuyên môn chỉ là phụ, nhưng mà cái tư duy, học cái tư duy mới là số 1. Bởi vì nếu tư duy mà đã đúng rồi thì không có cái gì là mình không qua được. Và em cũng biết ơn thầy Lam, biết ơn thầy Tùng đã cho em học rất nhiều thứ, đặc biệt tư duy. Và em nói thật là em tốt nghiệp tiến sĩ cũng mấy chục năm rồi, mà bây giờ mới bắt đầu học, không phải bắt đầu học, nhưng bây giờ mới tìm được đúng cái người để học.
hy vọng rằng em muốn gặp càng nhiều anh chị, bởi vì khi nào mà hết dịch ý, em rất muốn được offline cùng thầy Lâm, offline cùng thầy Tùng và các anh chị. Em hy vọng rằng đấy là cái vui sướng của em cũng như là con em. Em xin hẹn. Anh Dũng yên tâm là khi mà hết Covid ý, thì chương trình của tôi sẽ là 500 người ở Hà Nội và 500 người ở Sài Gòn. Có nghĩa là chương trình ở hai đầu là sẽ là hàng nghìn người tham gia và chúng ta sẽ có một cái môi trường offline cực kỳ tuyệt vời luôn. Và tôi hứa với các bạn là tôi sẽ tạo ra chương trình 3 ngày đó không bao giờ quên được. Có nghĩa là chương trình cực kỳ tuyệt vời luôn, các anh chị yên tâm đi. 500 người Sài Gòn và 500 người Hà Nội sẽ tham gia ở offline hai đầu đất nước. Ok, Tùng cũng sẽ tham gia với anh chị và ở cả Hà Nội và Sài Gòn nhé. Và Tùng với thầy Lam có hẹn là đi vòng quanh nước Mỹ thôi nhỉ? Đúng không? Sẽ đi nước Mỹ. Đi nước Mỹ. Okay, chúng ta tự do về tài chính thì có gì mà phải nghĩ đâu. Đi Mỹ quá đơn giản. Okay. Đi bất kỳ đâu em muốn, bất kỳ đâu lúc bất kỳ thời điểm nào em muốn. Được, okay. Thăm các học viên của thầy ở Mỹ và ở châu Âu thầy ạ. Ok, chúng ta sẽ đi châu Âu. Rồi, ok. Thì Tùng xin chia sẻ lại một lần nhé. Anh chị nào mà chuyển khoản thì có thể chụp ảnh lại nhé. Chuyển khoản ạ. Đấy, còn lại anh chị nào mà muốn nhận quà ấy thì là các anh chị vào đăng ký vào cái link link hôm trước là Tùng 5 days, 5 days ạ. Anh chị nào có link đấy chưa? 5 days. Đây, Tùng sẽ xin gửi cái link này ở trên này nhá. Trên nhóm ấy ạ. Anh chị mà đăng ký vào link này thì Tùng sẽ gửi thêm các quà là các video này. Video cho anh chị và các bạn nhá. Đấy. Ok, bây giờ đến phần hỏi đáp nhá anh chị và các bạn có câu hỏi gì thì có hỏi đấy nhá. Ok, các anh chị mà chuyển khoản thì chụp ảnh lại bây giờ nhá. Mà chuyển khoản ngay bây giờ thì sẽ được nhận được học phí ưu đãi. Còn lại là các bạn anh chị mà quyết định sau ấy thì chắc chắn học phí sẽ tăng, đúng chắc chắn luôn ạ. Để học phí sẽ không ưu đãi như này đâu ạ. Ok. Anh chị các bạn nào có câu hỏi các bạn anh chị có thể là đặt câu hỏi ngay bây giờ nhá. Ok. So if you have any question, please ask me, ok? Các bạn có câu hỏi có thể hỏi trong ô chat nhá. Các bạn có thể hỏi trong ô chat hoặc là bật mic lên hỏi. Ok. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Ok, các bạn có thể comment trong chat nhé. Các bạn có thể bật mic bật cam nha. Tôi sẽ cho các bạn bật mic bật cam lên nhá. Thầy ơi, có một vấn đề nữa mà em rất khoái gì. Em đăng ký mình em nhưng mà cả nhà được học. Đấy là một cái mà chưa bao giờ có. Cả vợ em học và con gái học rất là thích. Vâng, tuyệt vời anh nhá. Vâng, anh trong nhà anh phải nói tiếng Anh nhá. Đấy, cả gia đình mình sẽ giao tiếp song ngữ bằng tiếng Anh, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Awesome, tuyệt vời. Rồi. Anh Dũng là một trong những học viên chắc chắn, em chắc chắn anh Dũng sẽ tốt nghiệp xuất sắc cái khóa học này. Anh Dũng nhá. Ok. Và tôi rất tự hào khi được giảng dạy một tiến sĩ. Đấy, được một tiến sĩ gọi là thầy thì cũng rất là tự hào ấy. Ok. Thôi anh Tùng ơi, cho em hỏi tí được không ạ? Vâng, chị Tâm hỏi đấy ạ. Vâng. Dạ. Thầy cho em hỏi chút là học mà cái khóa này xong ấy ạ. Ví dụ như học cái khóa này xong thì có nghĩa là mình có mình muốn học IELTS ấy ạ thì thầy có thể tư vấn giúp em một chút được không ạ? Vâng, học khóa này à. Xong khóa này chị hoàn thành chắc tầm khoảng 5 IELTS đấy nếu mà chị học từ ban đầu ấy. Em nghĩ là như vậy, khoảng như vậy nếu mà chị thực sự chăm chỉ học hàng ngày. Thế tương đương khoảng tầm đấy nếu mà chị bắt đầu từ chưa biết gì chị nhá. Còn sau này học xong khóa này ấy, thì là sẽ là nền tảng của chị nhá. Chị sẽ có 3.000 từ vựng ấy thì chị bắt đầu học được khoảng level theo bên em có cả những chương trình đào tạo IELTS nhiều năm rồi là từ level 6 là chị học bắt đầu học IELTS chị nhá. Đấy, học để chị có thể thi 6.5 hoặc là 7 chấm chị nhá IELTS. Đấy ạ, thì là bên Tùng có những người giáo viên coaching chị một kèm một. Đấy, đầy đủ tất cả giáo trình cho chị học IELTS chị ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Vâng, ok chị. Vâng. Nói chung là mình cứ có một cái đam mê, anh chị phải có đam mê gọi là passion. Anh chị có bạn comment đi passion. Passion là đam mê ấy ạ. Thực sự mà mình đam mê tiếng Anh ấy, chẳng hạn như ngày xưa Tùng đam mê tiếng Anh là Tùng có thể học suốt ngày suốt đêm. Tùng có thể gọi là xem phim ấy. Ngày xưa Tùng học tiếng Anh qua những phương pháp rất đơn giản thôi. Tức là xem phim. Đấy, mình tập hát Tùng rất thích hát nên cứ hát nghêu ngao tiếng Anh rồi xem phim tiếng Anh. Ok, so watch movies in English. Đấy, Tùng có thể xem suốt ngày suốt đêm ấy. Có những ngày thức khoảng 22 giờ xem suốt ngày suốt đêm xem phim là bình thường. Đấy mà mình vừa học gọi là vừa rất là vui mà cũng học tiếng hiệu quả. Đấy thì mình phải học có những cái phương pháp gọi là đam mê ấy, passion. Đúng rồi. Ok. Đấy chứ có mình ngồi học ngữ pháp ấy, nhiều người học học cả mười mấy năm không giỏi tiếng Anh đâu nếu mà cứ ngồi làm ngữ pháp. Anh chị các bạn phải học theo những đây. Sau này anh chị có thể lấy những cái bộ truyện ấy,
bộ truyện ngày xưa nhá, Tùng không có tiền thì Tùng phải in những bộ truyện Doraemon này, truyện Conan này, truyện One Piece này, Dragon Ball đấy, ai thích những bộ truyện đấy nhá, bảy viên ngọc rồng này, Doraemon các kiểu, các anh chị comment số 6 đi thì Tùng sẽ tặng. Những anh chị tham gia khóa chuyên sâu nhá thì chắc chắn sẽ được tặng những bộ truyện đấy. Thì anh chị in ra, vui lòng in ra, in ra Tùng sẽ gửi dần dần cho, Tùng sẽ không gửi một lần nữa nhá, Tùng sẽ gửi dần dần trong suốt một năm. Anh chị có thể in ra dần dần mình học đấy, có rất, phải đọc rất là nhiều sách, nhiều chuyện tiếng Anh nhé anh chị các bạn nhé. Ok, anh chị các bạn có câu hỏi nào cứ bật mic lên hỏi nhé. Ok, hoặc là comment trong chat thì Tùng sẽ trả lời. Ok, ok, có ai câu hỏi gì không ạ? À, thì lớp mình nhớ là ngày mai nhé, ngày mai mình sẽ học tiếp vào lúc 8 giờ. Cả lớp ai rõ nhỉ? Rõ về lịch học ngày mai sẽ 8 giờ tối mình học. Okay. We start at 8. Okay. Các bạn hãy comment là I'm clear đi nào. Please comment I'm clear. Okay. Hãy comment I'm clear. Ok. Rồi. Thì buổi học hôm nay cũng muộn rồi nhé. Thì have a good night everyone. Cả lớp comment này good night. Ai mà cần thì nhắn tin qua Tùng qua Zalo. Hoặc là ai cần thì chuyển khoản. Và nhớ để lại tên và số điện thoại các bạn nhé. Đây là thông tin chuyển khoản này, nhớ để lại tên và số điện thoại. Đây, Vietcombank 18797988888. Đây là cơ hội cuối cùng đấy anh chị tham gia lớp học nhé. Đấy, còn là mình sẽ đồng hành với nhau cùng nhau là 8 tháng. 8 tháng để Tùng giúp anh chị và các bạn học tiếng Anh trôi chảy, nói tiếng Anh trôi chảy và Tùng cam kết hoàn tiền 100% trong 2 tháng nhé. Thế nếu anh chị cảm thấy không tiến bộ hoặc là vì bất cứ lý do gì luôn, bất cứ lý do gì và các bạn của anh chị học đi học lại miễn phí. Đấy. Ok. Có một câu rất Tùng rất là thích là gì ạ? Tomorrow will be too late. It's now or never. Ngày mai là quá muộn. Bây giờ không bao giờ. Anh chị hãy tập những cái thói quen là mình quyết định nhanh đi, quyết định nhanh. Một là không. Không làm thì là no. Now. No nhá, không làm thì là không làm. Còn nếu quyết định ấy, hãy quyết định thật nhanh. Now or never. Tại mình quyết định chậm ấy thì thời gian sẽ trôi mất, chắc chắn như vậy luôn. Now or never. A journey of 1,000 miles begin with a single step. Đây là buổi này cũng coi như là một cái bước đi đầu tiên. Tùng anh chị đồng hành với nhau. Thì Tùng rất là hy vọng, rất là muốn những anh chị nào mà cảm thấy thực sự trong tâm mà cảm thấy là mình muốn học tiếng Anh và cảm thấy học Tùng là học hiểu rất là nhiều và nhận được nhiều kiến thức giá trị. Thì Tùng rất là muốn anh chị đồng hành cái chặng đường này với Tùng và cùng cả lớp để mình đi một cái chặng hành trình rất là dài. Để mình đến đích là gì? Mình sẽ nói tiếng Anh cực kỳ trôi chảy và đến những cái đích mà anh chị muốn về trong lĩnh vực tiếng Anh này. A journey, ok? Ok, it's now or never. Ok, so any question? Hỏi cuối cùng đấy, ai muốn hỏi câu hỏi gì nữa thì hỏi. Ok, so thank you very much for everything. Tùng rất là biết ơn các anh chị và các bạn đã ở tới tận giờ này nhé. Và cảm ơn các bạn và anh chị rất là nhiều. Và cái số Zalo của Tùng là gì ạ? 0933733031 nhé. Anh chị nào mà cần hỏi gì thêm ấy, thì nhắn tin qua Zalo thì Tùng sẽ trả lời luôn. Đấy, 0933733031 nhé. Và xin tạm biệt tất cả anh chị em nhé. Hẹn gặp lại các anh chị em vào ngày mai là buổi cuối cùng Tùng chia sẻ miễn phí. Ok, goodbye, thank you very much. Goodbye everyone. Bye, thank you very much. Goodbye. Biết ơn thầy Lam rất nhiều, biết ơn thầy Lam, biết ơn thầy. Xin chào các bạn. Bye bye. Chào, bye bye, see you again. Bye, see you again. Bye, see you again. Okay. See you again. See you again. Bye bye.